có thật cảm Phật ngài mới ứng, niệm lờ là Phật chứng vào đâu. Ví người đã rớt sông sâu không cần kêu cứu ai hầu cứu cho, niệm Phật chẳng béo nó chi Phật. Phật cũng không mong nhắc đến tên, chúng sanh muốn Phật dứt lên cho nên mới tưởng niệm tên Phật ngài. Phật nguyện độ muôn loài thoát khổ, nên khi nghe ai có lời xin, Phật thêm động tâm bi tình như là mẹ thấy con mình lắm tay. Phật nhất định không sai lời nguyện, nhưng chúng sanh phải niệm chí thành. Chỉ là một niệm trọn lành cũng là được Phật nhân hành đến nơi, hoặc chẳng niệm một lời chi cả. Nhưng thường hay có giả từ bi, trần ai chẳng nhiễm vật gì cũng là được Phật hộ trì ngày đêm. Người tự độ cầu thêm Phật độ, như nước xuôi lại gió thuận chiều. Đường về chống biết bao nhiêu, được hay sức độ mau siêu phạm trần. Tuy có được tinh thần bác ai, cũng nhớ nên tượng giấy Di Đà. Kỷ này có Phật ấy qua rước về Cực Lạc ngồi tòa Kim Liên. Cõi ấy chẳng não phiền đau khổ, tuổi sống lâu vô số vô biên. Muốn chi thì được có liền thân, người nào cũng bằng sen hóa thành. Cõi ấy vốn trọn lành trọn tốt, cõi ấy không ai chết ai già. Thường ngày có Đức Di Đà dụng thần thông hóa hiện ra muôn hình, người nào cũng quanh mình đều sáng. Ai cũng đều viên mãn thần thông, đường xa muôn dặm tây đông, những đi chỉ mất độ trong phút giờ. Người cõi ấy thường trưa mỗi bữa, đi cúng dường Phật ở khắp nơi. Đi về trong buổi ngõ thời, người nào cũng muốn thỉnh lời Như Lai. Nên ai cũng đồng vai Bồ Tát, không người nào xa lạc phàm phu. Hạ quân kẻ phát tâm tu cầu, về Cực Lạc là đầu nhập môn. Mới cõi ấy vốn người nhân thiện cả, ai muốn sang phải giả lương hiền. Cõi sen người phải như sen, gần bùng mà chẳng ố quen mùi bùng. Cõi lành kẻ giữ hung khó bước, Phật từ bi chẳng rước bất lương. Muốn về Cực Lạc Tây Phương, các điều hung dữ chớ dương điều nào. Lá dạ thì trước sau cũng đổ, để lá non thay nở trên cành. Hết đời trước kế đời thanh luật, đạo thái ấy đã dành từ lâu. Thuở xưa quả địa cầu rất tốt, đất bằng vàng thảo mộc bằng châu. Người nào cũng đất sống lâu an vui, chứ chẳng khổ sầu chi đâu. Người nào cũng dung nghi tốt đẹp, ai cũng đều hiền đức thông minh. Nhỏ lần cho đến hiện tình lòng người, qua xấu địa hình qua dơ. Đến lúc phải ban sơ lập lại, khó tránh ngài có đại biến gì. Chính là cũng một cuộc thi, ai rơi ai đậu trong kỳ này đây. Đức tiếp dẫn kỳ này cũng tới,
rước hiền nhân thế giới ta bà, đem về cực lạc Di Đà dứt đường sanh tử lánh xa hồng trần. Ba tánh nhớ tu thân lập hành, nam nữ cần cái chánh chữ tà. Lóc lừa trắng ngay nổi ra, có thần che chở cho qua tai nạn. Thiếu đạo đức sắc gan cũng chạy, thật hiền lành bới cải không trôi. Luật kia đã định sẵn rồi, lạnh thời tồn tại giữ thời tiêu tan. Ngoài pháo đốt tất gian tiếng nổ, quả gây ra thì khổ hại thân. Cũng nên xét kỹ xa gần, cho hồn khỏi đọa cho thân khỏi đài. Hồn bị đọa khó khai ngộ được, thân bị đài khó vượt lao lung. Dẫn nhau đi tới đường cùng, thân trầm thêm tội, hồn trầm thêm mê. Thế thảm rồi rồi kế thế thảm tới, ma cũ đi ma mới hiện vào. Lúc nào biển cũng sống sao, chúng sanh chẳng có lúc nào đứng yên. Phần lớn bị bạc tiền mờ tri, ít ai mà chủ trị được tâm. Nghèo thì bị bác làm câm, giàu thì bị của giam cầm chung thân. Xưa nay chúng hỏng trần như thế, hơn thua nhau chỉ kể đồng tiền. Dòng đời xuôi ngược đảo điên đều, do cái thứ bát tiền mà ra. Thứ tiền bát người ta tạo nó, rồi người ta lấy khổ vì tiền. Không tiền nói phải cũng điên, có tiền nói quấy cũng thiên người. Trâu bò thì bị người xỏ mũi, người bị tiền bạc cởi trên lưng. Trâu bò chỉ khổ xác thân, người thì xác thịt tinh thần khổ luôn. Khổ đến chết chưa buông được nó, mà nhiều người lại đó làm dinh. Tiền xem trọng nghĩa xem khinh, ngày nay thế giới chỉ tin đồng tiền. Tiền là bạc không yên một chỗ, nay tay này mai ở tay kia. Người thường vì nó rẻ chia, gây ra máu đổ đầm đìa khắp nơi. Chủ được nó là đời hạnh phúc, mà nó chủ mình là mất tự do. Làm ra để giúp để cho, chứ gom góp để bo bo giữ đời. Đem giúp đỡ cho người chẳng mất, cứ bo bo giữ cất không còn. Vật mòn biết dụng không mòn, tiền đừng nên bạc nên tròn nghĩa ân. Ham tiền bị hư thân lâm kè, mến bạc nhiều người nhẹ giá danh. Gái thì ban mất tiếp trinh, trai thì trộm cướp hoặc sanh gian hùng. Thân cho mấy khi lòng mến bạc, tình thân kia cũng nát như tương. Tự mình bốc chết tình thương, mà không sáng mắt bởi dương động tiền. Tiền dùng đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác hơn ma. Phật ma cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó giống là vô tri. Nhiều tiền kiếp mâu ni giàu có, bạc tiền đâu làm khổ được ông. Mà là nhờ có tiền đồng giúp, ông bố thi khắp trong dân lành. Đó là một trong ngàn công đức, Phật Thích Ca chưa chất từ xưa.
dùng tiền như hạn cho mưa biển non đo cũng chẳng vừa đại ân. Phật xưa cũng sát trần cõi tạm, Ngài cũng tình cũng cảm như ai. Thế mà Ngài chứng Như Lai, nhờ lòng bố thí nhờ hay nhân từ. Phật làm thế này người cũng thế, tất nhiên là ngồi kế Phật Ngài. Nhớ câu trọng nghĩa hơn tài tiện tài, chớ để nó sai khiến mình ai có của. Bị khinh cũng mặc, đừng vì tiền gai gắt với ai. Có ra thì đỡ xây xài, không thì nhịn chịu chứ cay đắng lòng. Nghèo nhớ giữ lòng trong sạch già, giàu đừng quên bố đức thi ân. Có dư chứ hưởng riêng thân, nên cho kẻ khác lấy phần ấm no. Được như vậy được khó công đức, sống đời đau khổ cực dĩ đời. Trong tâm thường được thảnh thơi, tuy trong cõi tục mà đời thần tiên. Tiên với tục dính liền mặt trái, để vậy phạm lộn lại là tiên. Cũng thời sử dụng đâm tiền, người lo quần chúng kẻ riêng lo mình. Lo quần chúng là tình tiên Phật, lo riêng mình là chất phàm nhân. Tình tiên Phật hết trầm luân, chất phàm nhân tất còn thân luân hồi. Phật phàm có thể thôi đâu khó, làm hay không việc đó tại người. Người đâu bông đó không rời, ngoái đầu ngó lại mặt trời thấy ngay. Xưa ma đó bỗng nay Phật đó, cây với thuyền nào có xa nhau. Khéo tay môi móc ghép vào, thì cây nên được thuyền tàu khó chi. Chúng sanh chớ bỏ đi tự lực, mỗi người nên lấy sức của mình. Phạm tình đối lại thánh tình, tự mình sửa lấy lòng mình hơn ai. Chớ ỷ lại kẻ ngoài cứu vớt, phải tự mình tìm cách thoát ly. Thật tâm tự độ mình đi, tự nhiên có Phật hộ trì khỏi lo. Không tự độ muốn cho Phật độ, khác nào như đất bỏ không trồng. Ví dụ mưa xuống ngập đồng, trái bông cùng chứ có hồng xanh ra. Biết tự trị tất là tự độ, làm lành còn giữ bỏ không làm. Dù cho lòng rất muốn ham, nếu làm việc quay cũng cam nhịn chừa. Muốn thì cứ làm bừa không xét, trong mười điều không biết chính điều. Muốn điều lành chẳng bấy nhiêu, muốn điều hung dữ lại nhiều gấp mười. Cho nên mỗi một lời muốn nói, hoặc trước khi muốn khởi việc làm, phải cần hỏi lại lương tâm xét coi việc có lỗi lầm hay không. Gặp việc khó thấy lòng bối rối, riêng mình không hiểu nổi giả chân. Nên tìm hỏi bậc hiền nhân, chớ nên nhắm mắt đưa chân đi càng. Lỗi với người khó toán chuộc tội, lỗi với mình sửa cái dễ đâu.
lỗi thân thân chịu dài dầu, lỗi lầm lầm chịu âu sầu mê mang, thân lao khổ bất an trong già. Lòng âu sầu thân thể mòn hao, không âu sầu chẳng khổ lao, lòng đừng để một phút nào rời thân. Phải tu luyện tinh thần sáng suốt, cần dưỡng nuôi hạnh đức đủ đầy. Cây công uống mãi cũng ngay, người hư mây cố sửa hoài cũng nên. Học hỏi vốn là nền tri thức, sách kinh là cái nút tâm linh. Cần học hỏi đọc sách kinh giúp cho sức hiểu của mình rộng ra. Lành kem trí như nhà thiêu cửa, hiền mà ngu như ngựa cái mù. Hiền minh chớ để hiền ngu lạnh, thì lành trí chớ tu xuống lành. Tu có hành gia danh châu báu, tu không hành tiếng nhạo đã chai. Tu hành cần được cả hai, trong hai thiếu một chẳng xài vào đâu. Chớ học nói ít câu hán từ, tự cho mình hay chữ lá lầm. Chữ đâu nghĩa đó cho thâm, chữ không hiểu nghĩa như câm khác nào. Đức không tài như dầu thiếu lửa, tài thiếu đức như ngựa không cương. Đức tài có đủ hai phương, lửa dầu gồm đủ ngựa cương sẵn sàng. Đạo có hạnh mới rằng học đạo, tu không hiền ai bảo là tu. Cửa thiền nay quá mờ lu, do người giả đạo dối tu phần nhiều. Đạo không hành là tiêu diệt đạo, tu làm hung là đạo ngược tu. Mù còn có thể hết mù tội, lường gạt Phật dễ dầu gì tiêu. Tội vô ý còn nhiều chỗ thứ, tội cố tình luật sư không tha. Nếu tu không được thì ra, chớ mưu lấy đạo làm nhà buôn dân. Tạo ngu dại hưởng phần ngu dài, làm ác gian lành cái ác gian. Chạy trời sao khỏi nắng chán, hại người mù tất phải mang kiếp mù. Thù người bị người thù khó trốn, tổn hại người người tổn hại mình. Nhân nào quả nấy công minh, người trong hạ giới chớ khinh lưỡi trời. Con ơi Phật lập lời nói trước, đời hạ quân vô phước thì nhiều. Nghiệp mê không những khó tiêu, hòa sầu trái lại dễ chiếu vào mình. Việc trả bao rất nhanh khó tường, sớm gây thì chiều hưởng không lâu. Thần minh tuy chẳng thấy đâu, nhưng mà mọi việc đều tâu ngọc hoàng. Tội đền tội bát vàng khó chuộc, phước thì là gặp phước khỏi lo. Công bằng ngọc đế cần cho, mãi lòng không lọt chớ lo sai lầm. Vừa
mới nghĩ trong tâm chưa lội, nhưng thần minh đã rõ dữ lành. Sức thần hiểu biết rất nhanh, phàm gian chớ có vọng sanh điệu ta, điều tà mắt vô là chỉ nghi. Sống cũng làm tâm trí lu mờ, khởi ra ý xấu ban sơ, diệt liền chớ để dây dưa lâu ngày. Ý nghĩ xấu kéo dài bao độ, hành động ta càng lỗ bấy nhiêu. Hiểu rồi cương quyết trừ tiêu, chớ nên tha thứ nuông chiều vọng tâm. Vọng tâm nếu chẳng làm yên lặng, ví dụ ngồi bên cạnh Phật đàn cũng không hề được thấy ra, bị tâm vọng nó làm lòa mắt đi. Tâm vọng rất làm nguy hạnh đức, người tu hành chưa dứt vọng tâm như ôm rắn độc mà nằm, thân kia không biết hòa lâm lúc nào. Tâm vọng dứt mới vào cõi Phật, vọng tâm còn khó nhập niết bàn. Vọng tâm là gốc mê mang chúng sanh, vì đó sáu đàn chuyển luân. Lúc niệm Phật tâm thần sao xiên, khi tham thiền lười biến mỏi mê. Thấy trong đầu óc nặng nề, ấy là ma nghiệp vô về đầu tiên. Nếu ý niệm để nghiêng theo nó, thì đạo tâm từ đó lần phai. Đến khi tới trước Phật đài, mà tâm vẫn loạn là ngày nguy cơ. Phật không phải chỉ thờ lấy gì, thờ Phật là biểu thị lòng tin. Lòng tin càng được chắc dình càng cao, đức hạnh càng bình định tâm. Không thờ Phật mà thầm tin tưởng, hơn thờ mà bỏ luôn không tin. Có tin mới biết sửa mình, không tin đâu bỏ hành trình xấu xa. Tin là mẹ đẻ ra ngôi Phật, tin là thuyền cứu vớt chúng sanh. Có tin thì mới có thành, thiếu lòng tin tưởng tu hành sao nên. Tin tưởng mạnh tất bền ý chí, ý chí bền thì dĩ quả nên. Không tin thì chỉ không bền, không bền chí sẽ không nên đảo màu. Em biết càng khó càng sâu tin tưởng. Tin tưởng sâu thì chướng ngại tiêu, tin là thứ phép cao siêu, sẽ làm như ý sẽ tiêu ma tà. Tin tưởng Phật thì là gặp Phật, tin tưởng ma thì gặp quỷ ma. Chữ tình đối với người ta rất nên quan trọng, lửa mà tin theo. Tin tưởng vốn là điều cần thiết, nhưng phải nên suy xét kỹ càng. Chánh đường khi thấy rõ ràng, chừng ni sẽ đắc lòng vàng tin theo. Tin dễ dãi thường gieo ân hận, tin bướng càng lầm lẫn phẫn nhiều. Không tin thì đạo không siêu, dễ tin quá cũng chẳng tiêu nghiệp trần. Dễ tin tất tâm thần dễ đồng,
dễ động tâm, dễ mong sự trần. Sự trần dắt được tâm thần, khác nào như bị thọt chân vào còng. Sức tự chủ đã không còn nữa, quyền hành do sao đưa giặc trần. Tha hồ thỏa mãn nhục thân tâm hồn, cứ thế mê dần đi thôi. Mạng sống chỉ là mồi thị dục, tâm hồn thì lệ thuộc xác thân. Lái quay ở giữa ngục trần, lúc nào cũng sợ tử thần đến kêu. Giàu cũng sợ mà nghèo cũng sợ, chủ cũng lo mà tớ cũng lo. Những người chức trọng giàu to, vấn đề chết chóc sợ lo hơn nghèo. Nhiều ham muốn thì đeo nhiều khổ, vọng tưởng luôn đâu có yên lòng. Kẻ thì tôn của người không, kẻ dùng tài sức người dùng tâm tư. Lo đến chết không như ý được, hết muốn này đến lượt muốn kia. Mồ hôi nước mắt đầm đìa, mà lòng ham muốn nọ kia chưa vừa. Kẻ được sớm thì chưa lại chết, người chiều nên bỗng mất sớm đi. Lúc còn trẻ lại ngu si, chừng thông minh được là khi đã già. Nhân loại chẳng ai mà thuận cành, chúng sanh không ai rảnh trong lòng. Thế mà chẳng việc nào xong, chết rồi mà vẫn còn lòng nuôi theo. Bởi tiếc núi giàu nghèo thương ghét, bởi tạo ra các nghiệp tiền trần. Nên sau khi đã bỏ thân đi theo nghiệp, mấy chuyện luân lại liền. Nghiệp lôi cuốn như ghiền bánh rượu, khi thèm không ai rủ cùng đi. Hôm qua say ngủ ly bì, bữa nay say nữa dễ gì bỏ say. Nghiệp thế phải đầu thai cõi thế, mến trần thì sanh đẻ nơi trần. Quả sanh vì bởi có nhân, nếu nhân không có quả sanh bao giờ. Trước cũng bởi vì nhớ bận thế, nay mới rơi trong bể hỏng trần. Hiện thời nếu chẳng tu thân, sau này khó tránh khỏi phần đầu thai. Tùy theo nghiệp mong dày đã tạo, mà trí ngu bằng phu khác nhau. Nhưng dù khốn dại nghèo giàu, vẫn già vẫn chết vẫn đau khổ đời. Những cái khổ hồi thời quá khứ, người đã quên thành thử không ghê. Thật ra là một chàng mê từ hồi vô thị kéo lê đến giờ. Biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên khi rất lại phàm. Lúc người lúc thú làm nham, kể sao hết cuộc thân trầm tiền thân. Khi thì phú khi bằng tốt hàng, lúc ấm no lúc chẳng áo cơm. Khi ngói gạch khi lá rơm, lúc thì quan tương lúc làm tù nhân. Kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi trong cắn ra quay. Kiếp thì chết chẳng chôn thay, kiếp thì tông tán chặt ngoài chặt
trong khi thì xác trôi sống chập chà, khi thì thấy tan rã giữa đồng kể sao hết chuyện não nồng của tiền kiếp khách trần hồng đã mang. Kiếp làm gái chịu đàn đẻ chưa, kiếp làm trai con vợ đùm đầy. Khi thì trọn kiếp phu thê, khi thì bươm chán ông che giữa chừng, có khi bị cùi phun sủi bài, có khi thì điên dại mù câm. Sống không nhà cửa ăn nằm lang thang đàn phố xin ăn qua ngày, có kiếp bị bọn trai lừa gạt, có kiếp thì bị thác vì tình, kiếp thì làm đi bán mình, kiếp thì cô quạnh trong tình cấm cung. Khi thì được anh hùng giáng dồi, khi thì mang lấy tội phản thần, lúc thì quý tở vàng cân, khi thì rẻ nát còn hơn con dòi. Kiếp thì được người coi vua chúa, kiếp thì ra thân đứa ăn mày mới cười cây khóc chúa cay. Cứ như thế đó đổi thay không ngừng, như lời nó vừa phân đoạn trước, giàu nghèo do tội phước mỏng dày, không cần phải hỏi nơi ai, tự mình suy cũng hiểu ngay thế nào. Kiếp trước mở hồ bao bố thí, nên kiếp này địa vị giàu sang, kiếp này bọn sen tham gian, kiếp sau đói khó nghèo nàng tả tơi. Nghiệp dâm đáng sanh nơi đỉ điềm, nghiệp rượu chè sanh chốn tửu lâu. Nói sơ kệ chẳng hết đâu, nghiệp đâu sanh đó khó hầu đi sai. Mới kiếp trước ghét cay ghét đắng, kê kiếp sau làm bạn làm chồng luân hồi lộn bảy cõi hồng, khi cha khi mẹ khi chồng khi con. Mới đời trước đánh đòn đứa ở, kế đời sau làm tớ bị đòn. Chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn mạnh, thì nợ trước yếu tồn lại sao. Cuộc luân chuyển chừng nào mới hết, nếu chúng sanh còn kết dây oan. Ở trong ba cõi sáu đàn, như là giữa bãi chiến tràng khác chi. Người biết giúp người thì ít có, người hai người thì số vô biên. Tranh hơn ở kiếp hiện tiền, quên rằng tội ác còn truyền hậu lai. Danh không tranh chỉ gây hậu hoàn, lợi bất nhân hưởng chẳng lâu dài. Vui nay để chịu khổ mai, mà không nghĩ đến đời nay nhiều người. Nay đắc thế chê cười hèn yêu, mai thất thời phải chịu cười chê. Đời thường nay tướng mãi hề, cho nên hiếp đắp nhúng chày một ai. Lúc mạnh khá nhớ ngày yếu giờ, khi giàu đừng quên thở bằng cùng. Ở ăn giữ mực trung dung, sống không kẻ oan, chết không người hờn. Kẻ đã hiểu đâu chân đâu mì, khá khuyên người chỗ mỹ chỗ không. Chưa làm chỉ tính trong lòng, cũng là ảnh hưởng chớ hồng tính gian. Thường nghĩ tốt có thần phúc
hầu hay tưởng rằng bị quả thần theo. Quả thần theo tất nạn eo được thần phúc hộ thì tiêu tai nạn. Lòng giả ác có màn tôi phụ, tâm tánh lành có lưới sáng bao. Mắt thần khi ngó nhìn vào tức thời biết rõ người nào hiền hung. Màn tối phủ ma nung quỷ dục, lưới sáng bao thần chúc Phật ban. Quỷ ma nung dục thì tàn Phật thần ban chúc thì an lạc đời. Lòng lành giữ lộ nơi chân tương, khách nữ nam đừng tưởng nằm yên. Trong tâm vừa muốn mưa phiền thì là ngoài mắt cũng liền kéo mây. Phàm thấy sắc tướng ngoài còn biết, thánh xem còn thấu triệt đáy lòng tâm không. Mà chẳng phải không mười phương chứa Phật đều trông thấy rành. Tâm đổi dạng khi lành khi dữ, tâm biến thành lúc tu lúc người. Ấy là tâm vọng của đời, nó thường theo cảnh mà dời đổi luôn. Tâm vọng ấy nếu còn vọng mãi thì chúng sanh còn phải chuyển luân. Dòng tâm nếu được lặng ngưng phàm thân trở lại thánh nhân tức thời. Gốc tâm dòng gió nơi cảm nhiệm, thói quen ưa đã chiếm trong lòng. Lúc nào cũng muốn cũng mong, trong tâm đâu có vắng không lúc nào. Thường vì quá ước ao thèm khát, nhiều khi gây thành giấc chim bao. Lỗi lầm lúc thức phạm vào, đến khi ngủ cũng chim bao lỗi lầm. Khi người để vọng tâm chi phối thì tinh thần mệt mỏi tối đen. Chỉ làm theo cái thói quen xấu xa, cũng mặc để hèn cũng thấy. Thói quen khiến thường hay vọng tưởng, chưa vừa lòng vẫn muốn chưa thôi. Thêm đời nhiều thứ cuốn lôi, cạn làm y muốn con người nhiều thêm. Việc phước đức không thèm muôn đến, sự tà gian cứ mến theo luôn. Xấu xa chẳng biết hổ buồn, biết bao kẻ bị điên cuồng lợi danh. Thấy sắc đẹp động tình muôn lây, nghe lời to mong chạy đến dành. Của ai thấy cũng mong manh, đến như của mẹ cha mình còn tham. Cậy quyền thế lấy ngang lắm kè, dùng trí khôn chia sẻ nhiều người. Muốn cho lấy được không thôi, dù ai oan ghét che cười cũng trơ. Biết rằng quấy không chừa chẳng bỏ, hiểu là sai cứ mó vẫn đeo. Cố tình tội lỗi rất gieo, lòng tham muốn lấy hiểm nghèo vô biên. Lời lành có người khuyên không nhớ, việc giữ không ai trỏ chẳng quên. Thói quen từ trước nổi lên, thường nghiêng theo giữ ít nghiêng theo lành. Sự cảm nhiễm kết thành nhiều kiếp, cho nên khi gặp dịp nở liền. Ngày nào kiếp trước đã chuyển, kiếp này ngày ấy ngửi liền hiểu ngay. Luân hồi có khi dài khi ngắn, có khi em vừa chết đặng ít ngày thì liền bị dắt đầu thai làm người. Trở lại nhớ ngay kiếp người,
Nếu bị nghiệp sanh nơi cầm thu, sống theo loài rừng rú ngu đần. Sao dù trở lại nhân thân, dễ quen tánh thú nhiều hơn tánh người, những tập quán hồi thời quá khứ. Nếu như không cơ hội chạm da, thì là khó nổi nhớ ra thói quen nằm mãi trong nhà nghiệp duyên. Nếu ma quỷ sanh lên nhân loại, dễ cảm theo cái thói quỷ mang. Chánh đường nếu chẳng sống ra, thì là dễ bị đường tà cuốn lôi. Đã sanh được làm người đất quy, thường được nghe giải chỉ tu hiền. Gần đường về Phật về tiên, không tu sao có trở lên làm người, để sanh lạc vào nơi cầm thu. Không được nghe khuyên nhủ lợi lành, thì không được biết tu hành tất, còn chịu kiếp tử sanh lâu dài. Nạn ấy lớn hơn tai nạn khác, cũng là điều hình phạt tối cao. Để cho cửa thú lọt vào giấc mê dài, biết ngày nào tỉnh ra, giới ma quỷ cũng là đại nạn. Kiếp sống như là ráng là mây, tiêu tan chẳng có hẹn ngày, thường cam đôi khác vẫn gây trong lòng. Tanh oan ghét đã sống cực độ, nên thường gây đau khổ cho người. Không kiêng Phật chẳng kể trời, khiến cho nghiệp ác càng bồi thêm cao. Xưa kia có một cào vua nọ, có một ông quan võ bất lương. Mỗi lần đi đến thôn hương, bắt dân làng phải nộp lương nộp tiền, bò heo có phải khiến đến nạp. Cô gái xinh phải dắt tới hầu, bắt dân làm giết ngựa trâu lốp, thì bị giết bị tù thảm thương. Gặp già cả không nhường không kể, thấy tăng sư chẳng lễ chẳng chào. Rất là ngạo mạn tự cao, không tin nhân quả chẳng nao tuần hoàn. Một hôm nọ sau cơn yến tiệc, bỗng nhiên ông thổ huyết chết đi. Sanh làm ngạ quỷ tức thì mặt mày xấu xí dị kỳ hình dung, cổ quá nhỏ vật không nuốt chài. Bụng thì to bằng cái bụng trâu, ngày đêm đói khát buồn rầu vất giờ chẳng có chỗ nào ẩn thân. Cơm vừa đúc tới mồm thành lửa, nước ngấm vào miệng quá dầu sôi. Làm cho phồng lưỡi cháy môi, chịu điều đau nhức tanh hôi suốt đời, trả quả lúc làm người tiền kiếp. Nhưng thường không được biết tỉnh ra, ôm lòng oán hận sâu xa, càng làm cho kiếp quỷ ma kéo dài. Con ơi lấy chuyện này để biết, những hành tung tiền kiếp mất đâu, làm cho thiên hạ đau sầu, là gây hậu quả độc xấu cho mình. Quan ấy lúc sanh bình oai khí, khi thoát rồi làm quỷ đói đau. Người đời thử nghĩ thế nào, có nên ham thứ hùng hào ấy không? Chỉ một lúc thỏa lòng ham hô,
mà để cho đau khổ muôn đời là điều nhân nên nhịn con ơi. Ăn quen khó nhịn, nhịn thời cũng quen, có quả báo nên khuyên hướng thiền. Không đau đầu ai khuyên trừ tà, chết rồi tội mới thấy ra chừng ni có hối cũng là muộn tay. Có thật cảm Phật ngài mới ứng, niệm lờ là Phật chứng vào đâu. Ví người đã rớt sông sâu không cần kêu cứu ai hầu cứu cho, niệm Phật chẳng béo nó chi Phật. Phật cũng không mong nhắc đến tên, chúng sanh muốn Phật dứt lên cho nên mới tưởng niệm tên Phật ngài. Phật nguyện độ muôn loài thoát khổ, nên khi nghe ai có lời xin, Phật thêm đồng tâm bi tình như là mẹ thấy con mình lắm tay. Phật nhất định không sai lời nguyện, nhưng chúng sanh phải niệm chí thành. Chỉ là một niệm trọn lành cũng là được Phật nhân hành đến nơi, hoặc chẳng niệm một lời chi cả. Nhưng thường hay có giả từ bi, trần ai chẳng nhiễm vật gì cũng là được Phật hộ trì ngày đêm. Người tự độ cầu thêm Phật độ, như nước xuôi lại gió thuận chiều. Đường về chống biết bao nhiêu, được hay sức độ mau siêu phạm trần, tuy có được tinh thần bác ai cũng nhớ nên tượng giấy Di Đà. Kỳ này có Phật ấy qua rước về Cực Lạc ngồi tòa Kim Liên, cõi ấy chẳng não phiền đau khổ. Tuổi sống lâu vô số vô biên, muốn chi thì được có liền. Thân người nào cũng bằng sen hóa thành, cõi ấy vốn trọn lành trọn tốt. Cõi ấy không ai chết ai già, thường ngày có Đức Di Đà dụng thần thông hóa hiện ra muôn hình. Người nào cũng quanh mình đều sang, ai cũng đều viên mãn thần thông. Đường xa muôn dặm tây đông, nhưng đi chỉ mất độ trong phút giờ. Người coi ấy thường trưa mỗi bữa, đi cúng dường Phật ở khắp nơi. Đi về trong buổi ngõ thời, người nào cũng muốn thỉnh lời Như Lai. Nên ai cũng đồng vai Bồ Tát, không người nào xa lạc phàm phu. Hạ quân kẻ phát tâm tu cầu, về Cực Lạc là đầu nhập môn. Mới cõi ấy vốn người nhân thiện cả, ai muốn sang phải giả lương hiền. Cõi sen người phải như sen, gần bùng mà chẳng ố quen mùi bùng. Cõi lành kẻ giữ hung khó bước, Phật từ bi chẳng rước bất lương. Muốn về Cực Lạc Tây Phương, các điều hung dữ chớ dương điều nào. Lá dạ thì trước sau cũng đổ, để lá non thai nở trên cành. Hết đời trước kế đời thanh luật, đạo thai ấy đã dành từ lâu. Thuở xưa qua địa cầu rất tốt, đất bằng vàng thảo mộc bằng châu. Người nào cũng đất sống lâu an vui, chứ chẳng khổ sầu chi đâu. Người nào cũng dung nghi tốt đẹp, ai cũng đều hiền đức thông minh.
nhỏ lần cho đến hiện tình lòng người qua xấu địa hình qua dơ. Đến lúc phải ban sơ lập lại, khó tránh ngài có đại biến gì. Chính là cũng một cuộc thi ai rơi ai đậu trong kỳ này đây, đức tiếp dẫn kỳ này cũng tới. Rước hiền nhân thế giới ta bà, đem về cực lạc Di Đà, dứt đường sanh tử lánh xa hồng trần. Ba tánh nhớ tu thân lập hành, nam nữ cần cái chánh chữ tà. Lóc lừa trắng ngay nổi ra, có thần che chở cho qua tai nạn. Thiếu đạo đức sắc gan cũng chạy, thật hiền lành bới cải không trôi. Luật kia đã định sẵn rồi, lạnh thời tồn tại giữ thời tiêu tan. Ngoài pháo đốt tất gian tiếng nổ, hoa gây ra thì khổ hại thân. Cũng nên xét kỹ xa gần, cho hồn khỏi đọa cho thân khỏi đài. Hồn bị đọa khó khai ngộ được, thân bị đài khó vượt lao lung. Dẫn nhau đi tới đường cùng, thân trầm thêm tội, hồn trầm thêm mê. Thế thảm rối rồi kế thế thảm tới, ma cũ đi ma mới hiện vào. Lúc nào biển cũng sống sao, chúng sanh chẳng có lúc nào đứng yên. Phần lớn bị bạc tiền mờ tri, ít ai mà chủ trị được tâm. Nghèo thì bị bác làm câm, giàu thì bị của giam cầm chung thân. Xưa nay chúng không cần như thế, hơn thua nhau chỉ kể đồng tiền. Dòng đời xuôi ngược đảo điên đều, do cái thứ bạc tiền mà ra. Thứ tiền bạc người ta tạo nó, rồi người ta lấy khổ vì tiền. Không tiền nói phải cũng điên, có tiền nói quấy cũng thiên người. Trâu bò thì bị người xỏ mũi, người bị tiền bạc cởi trên lưng. Trâu bò chỉ khổ xác thân, người thì xác thịt tinh thần khổ luôn. Khổ đến chết chưa buông được nó, mà nhiều người lại đó làm dinh. Tiền xem trọng nghĩa xem khinh, ngày nay thế giới chỉ tin đồng tiền. Tiền là bạc không yên một chỗ, nay tay này mai ở tay kia. Người thường vì nó rẻ chia, gây ra máu đổ đầm đìa khắp nơi. Chủ được nó là đời hạnh phúc, mà nó chủ mình là mất tự do. Làm ra để giúp để cho, chứ gom góp để bo bo giữ đời, đem giúp đỡ cho người chẳng mất. Cứ bo bo giữ cất không còn, vật mòn biết dụng không mòn. Tiền đừng nên bạc, nên tròn nghĩa ân. Ham tiền bị hư thân lâm kè, mến bạc nhiều người nhẹ giá danh. Gái thì ban mất tiếp trinh, trai thì trộm cướp hoặc sanh gian hùng. Thân cho mấy khi lòng mến bạc, tình thân kia cũng nát như tương. Tự mình bốc chết tình thương, mà không sáng mắt bởi dương động tiền. Tiền dùng đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác hơn ma. Phật ma cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri.
nhiều tiền kiếp mâu ni giàu có, bạc tiền đâu làm khổ được ông, mà là nhờ có tiền đồng giúp ông bố thi khắp trong dân lành. Đó là một trong ngàn công đức Phật Thích Ca chưa chất từ xưa. Dùng tiền như hạn cho mưa biển non đo cũng chẳng vừa đại ân. Phật xưa cũng xác trần cõi tạm, Ngài cũng tình cũng cảm như ai. Thế mà Ngài chứng Như Lai, nhờ lòng bố thí nhờ hay nhân từ. Phật làm thế này người cũng thế, tất nhiên là ngồi kế Phật Ngài. Nhớ câu trọng nghĩa hơn tài tiện tài, chớ để nó sai khiến mình ai có của. Bị khinh cũng mặc, đừng vì tiền gai gắt với ai. Có ra thì đỡ xây xài, không thì nhịn chịu chứ cay đắng lòng. Nghèo nhớ giữ lòng trong sạch già, giàu đừng quên bố đức thi ân. Có dư chứ hưởng riêng thân, nên cho kẻ khác lấy phần ấm no. Được như vậy được khó công đức, sống đời đâu khổ cực dĩ đời. Trong tâm thường được thảnh thơi, tuy trong cõi tục mà đời thần tiên. Tiên với tục dính liền mặt trái, để vậy phạm lộn lại là tiên. Cũng thời sử dụng đâm tiền, người lo quần chung kẻ riêng lo mình. Lo quần chúng là tình tiên Phật, lo riêng mình là chất phàm nhân. Tình tiên Phật hết trầm luân, chất phàm nhân tất còn thân luân hồi. Phật phàm có thể thôi đâu khó, làm hay không việc đó tại người. Người đâu bông đó không rời, ngoái đầu ngó lại mặt trời thấy ngay. Xưa ma đó bỗng nay Phật đó, cây với thuyền nào có xa nhau. Khéo tay môi móc ghép vào, thì cây nên được thuyền tàu khó chi. Chúng sanh chớ bỏ đi tự lực, mỗi người nên lấy sức của mình. Phàm tình đối lại thánh tình, tự mình sửa lấy lòng mình hơn ai. Chớ ỷ lại kẻ ngoài cứu vớt, phải tự mình tìm cách thoát ly. Thật tâm tự độ mình đi, tự nhiên có Phật hộ trì khỏi lo. Không tự độ muốn cho Phật độ, khác nào như đất bỏ không trồng. Ví dụ mưa xuống ngập đồng, trái bông cùng chứ có hồng xanh ra. Biết tự trị tất là tự độ, làm lành còn giữ bỏ không làm. Dù cho lòng rất muốn ham, nếu làm việc quay cũng cam nhịn chừa. Muốn thì cứ làm bừa không xét, trong mười điều không biết chín điều. Muốn điều lành chẳng bấy nhiêu, muốn điều hung dữ lại nhiều gấp mười. Cho nên mỗi một lời muốn nói, hoặc trước khi muốn khởi việc làm, phải cần hỏi lại lương tâm xét coi việc có lỗi lầm hay không. Gặp
việc khó thấy lòng bối rối, riêng mình không hiểu nổi giả chân. Nên tìm hỏi bậc hiền nhân, chớ nên nhắm mắt đưa chân đi càng. Lỗi với người khó toán chuộc tội, lỗi với mình sửa cái dễ đâu. Lỗi thân thân chịu dài dầu, lỗi lòng lòng chịu âu sầu mê mang. Thân lao khổ bất an trong già, lòng âu sầu thân thể mòn hao. Không âu sầu chẳng khổ lao, lòng đừng để một phút nào rời thân. Phải tu luyện tinh thần sáng suốt, cần dưỡng nuôi hạnh đức đủ đầy. Cây công uống mãi cũng ngay, người hư mây cố sửa hoài cũng nên. Học hỏi vốn là nền tri thức, sách kinh là cái nút tâm linh. Cần học hỏi đọc sách kinh, giúp cho sức hiểu của mình rộng ra. Lành kem trí như nhà thiêu cửa, hiền mà ngu như ngựa cái mù. Hiền minh chớ để hiền ngu, lành thì lành trí chớ tu xuống lành. Tu có hành gia danh châu báu, tu không hành tiếng nhạo đã chai. Tu hành cần được cả hai, trong hai thiếu một chẳng xài vào đâu. Chớ học nói ít câu hán từ, tự cho mình hay chữ lá lầm. Chữ đâu nghĩa đó cho thâm, chữ không hiểu nghĩa như câm khác nào. Đức không tài như dầu thiếu lửa, tài thiếu đức như ngựa không cương. Đức tài có đủ hai phương, lửa dầu gồm đủ ngựa cương sẵn sàng. Đạo có hạnh mới rằng học đạo, tu không hiền ai bảo là tu. Cửa thiền nay quá mờ lu, do người giả đạo dối tu phần nhiều. Đạo không hành là tiêu diệt đạo, tu làm hung là đạo ngược tu. Mù còn có thể hết mù tội, lường gạt Phật dễ dầu gì tiêu. Tội vô ý còn nhiều chỗ thứ, tội cố tình luật sự không tha. Nếu tu không được thì ra, chớ mưu lấy đạo làm nhà buôn dân. Tạo ngu dại hưởng phần ngu dài, làm ác gian lành cây ác gian. Chạy trời sao khỏi nắng chán, hại người mù tất phải mang kiếp mù. Thù người bị người thù khó trốn, tổn hại người người tổn hại mình. Nhân nào quả nấy công minh, người trong hạ giới chớ khinh lưỡi trời. Con ơi Phật lập lời nói trước, đời hạ quân vô phước thì nhiều. Nghiệp mê không những khó tiêu, hòa sầu trái lại dễ chiếu vào mình. Việc trả bao rất nhanh khó tường, sớm gây thì chiều hưởng không lâu. Thần minh tuy chẳng thấy đâu, nhưng mà mọi việc
đều tấu ngọc hoàng, tội đền tội bát vàng khó chuộc. Phước thì là gặp phước khỏi lo, công bằng ngọc đế cần cho mãi lòng không lọt chớ lo sai lầm. Vừa mới nghĩ trong tâm chưa lộ, nhưng thần minh đã rõ dữ lành. Sức thần hiểu biết rất nhanh, phàm gian chớ có vọng sanh điều ta, điều tà mặc dù là chỉ nghĩ. Sống cũng làm tâm trí lu mờ, khởi ra ý xấu ban sơ, diệt liền chớ để dây dưa lâu ngày. Ý nghĩ xấu kéo dài bao độ, hành động ta càng lỗ bấy nhiêu. Hiểu rồi cương quyết trừ tiêu, chớ nên tha thứ nuôn chiều vọng tâm. Vọng tâm nếu chẳng làm yên lặng, ví dụ ngồi bên cạnh Phật đàn cũng không hề được thấy ra, bị tâm vọng nó làm lòa mắt đi. Tâm vọng rất làm nguy hạnh đức, người tu hành chưa dứt vọng tâm. Như ôm rắn độc mà nằm thân kia, không biết hòa lâm lúc nào, tâm vọng dứt mới vào cõi Phật. Vọng tâm còn khó nhập niết bàn, vọng tâm là gốc mê mang chúng sanh, vì đó sáu đàn chuyển luân. Lúc niệm Phật tâm thần sao xiên, khi tham thiền lười biến mỏi mê, thấy trong đầu óc nặng nề, ấy là ma nghiệp vô về đầu tiên. Nếu ý niệm để nghiêng theo nó, thì đạo tâm từ đó lần phai. Đến khi tới trước Phật đài mà tâm vẫn loạn là ngày nguy cơ, Phật không phải chỉ thờ lấy gì. Thờ Phật là biểu thị lòng tin càng được chắc dình càng cao, đức hạnh càng bình định tâm. Không thờ Phật mà thầm tin tưởng, hơn thờ mà bỏ luôn không tin. Có tin mới biết sửa mình, không tin đâu bỏ hành trình xấu xa. Tin là mẹ đẻ ra ngôi Phật, tin là thuyền cứu vớt chúng sanh. Có tin thì mới có thành, thiếu lòng tin tưởng tu hành sao nên. Tin tưởng mạnh tất bền ý chí bền thì dĩ quả nên. Không tin thì chỉ không bền, không bền chỉ sẽ không nên đảo màu. Em biết càng khó càng sâu tin tưởng. Tin tưởng sâu thì chướng ngại tiêu, tin là thứ phép cao siêu, sẽ làm như ý sẽ tiêu ma tà. Tin tưởng Phật thì là gặp Phật, tin tưởng ma thì gặp quỷ ma. Chữ tin đối với người ta rất nên quan trọng, lửa mà tin theo. Tin tưởng vốn là điều cần thiết, nhưng phải nên suy xét kỹ càng.
chánh đường. Khi thấy rõ ràng chừng ni sẽ đắc lòng vàng tin theo, tin dễ dãi thường gieo ân hận. Tin bướng càng lầm lẫn phẫn nhiều, không tin thì đạo không siêu. Dễ tin quá cũng chẳng tiêu nghiệp trần, dễ tin tất tâm thần dễ đồng. Dễ động tâm dễ mong sự trần, sự trần dắt được tâm thần khác nào như bị thọt chân vào còng. Sức tự chủ đã không còn nữa, quyền hành do sao đưa giặc trần. Tha hồ thỏa mãn nhục thân tâm hồn, cứ thế mê dần đi thôi. Mạng sống chỉ là mồi thị dục, tâm hồn thì lệ thuộc xác thân. Lái quay ở giữa ngục trần, lúc nào cũng sợ tử thần đến kêu. Giàu cũng sợ mà nghèo cũng sợ, chủ cũng lo mà tớ cũng lo. Những người chức trọng giàu to, vấn đề chết chóc sợ lo hơn nghèo. Nhiều ham muốn thì đeo nhiều khổ, vọng tưởng luôn đâu có yên lòng. Kẻ thì tôn của người công, kẻ dùng tài sức người dùng tâm tư. Lo đến chết không như ý được, hết muốn này đến lượt muốn kia. Mồ hôi nước mắt đầm đìa mà lòng ham muốn nọ kia chưa vừa. Kẻ được sớm thì chưa lại chết, người chiều nên bỗng mất sớm đi. Lúc còn trẻ lại ngu si chừng thông minh được là khi đã già. Nhân loại chẳng ai mà thuận cành, chúng sanh không ai rảnh trong lòng. Thế mà chẳng việc nào xong, chết rồi mà vẫn còn lòng nuôi theo. Bởi tiếc núi giàu nghèo thương ghét, bởi tạo ra các nghiệp tiền trần. Nên sau khi đã bỏ thân đi theo nghiệp mấy chuyện luân lại liền, nghiệp lôi cuốn như ghiền bánh rượu. Khi thèm không ai rủ cùng đi, hôm qua say ngủ ly bì, bữa nay say nữa dễ gì bỏ say. Nghiệp thế phải đầu thai cõi thế, mến trần thì sanh đẻ nơi trần. Quả sanh vì bởi có nhân, nếu nhân không có quả sanh bao giờ. Trước cũng bởi vì nhớ bận thế, nay mới rơi trong bể hỏng trần hiện thời. Nếu chẳng tu thân sau này khó tránh khỏi phần đầu thai. Tùy theo nghiệp mong dày đã tạo, mà trí ngu bần phu khác nhau. Nhưng dù khốn dại nghèo giàu, vẫn già vẫn chết vẫn đau khổ đời. Những cái khổ hồi thời quá khứ, người đã quên thành thử không ghê. Thật ra là một tràng mê từ hồi vô thủy kéo lê đến giờ. Biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên khi rất lại phàm. Lúc người lúc thú làm nham, kể sao hết cuộc thân trầm tiền thân. Khi thì phú khi bần tốt hàng, lúc ấm no lúc
chẳng áo cơm. Khi ngói gạch, khi lá rơm, lúc thì quan tướng, lúc làm tù nhân, kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi chống cẳng ra quay, kiếp thì chết chẳng chôn thay, kiếp thì tông tán chặt ngoài chặt trong, khi thì xác trôi sông chập chà, khi thì thấy tan rã giữa đồng, kể sao hết chuyện não nồng của tiền kiếp khách trần hồng đã mang. Kiếp làm gái chịu đàn đẻ chưa, kiếp làm trai con vợ đùm đầy, khi thì trọn kiếp phu thê, khi thì bươm chán ông che giữa chừng, có khi bị cùi phun sủi bài, có khi thì điên dại mù câm, sống không nhà cửa ăn nằm lang thang đàn phố xin ăn qua ngày, có kiếp bị bọn trai lừa gạt, có kiếp thì bị thác vì tình, kiếp thì làm đi bán mình, kiếp thì cô quạnh trong tình cấm cung, khi thì được anh hùng giáng dồi, khi thì mang lấy tội phản thần, lúc thì quý tở vàng cân, khi thì rẻ nát còn hơn con dòi, kiếp thì được người coi vua chúa, kiếp thì ra thân đứa ăn mày, mới cười cây khóc chúa cay, cứ như thế đó đổi thay không ngừng. Như lời nó vừa phân đoạn trước, giàu nghèo do tội phước mỏng dày, không cần phải hỏi nơi ai, tự mình suy cũng hiểu ngay thế nào. Kiếp trước mở hồ bao bố thí, nên kiếp này địa vị giàu sang, kiếp này bọn sen tham gian, kiếp sau đói khó nghèo nàng tả tơi. Nghiệp dâm đản sanh nơi địa điềm, nghiệp rượu chè sanh chốn tửu lâu, nói sơ kệ chẳng hết đâu, nghiệp đâu sanh đó khó hầu đi sai, mới kiếp trước ghét cay ghét đắng, kê kiếp sau làm bạn làm chồng, luân hồi lộn bảy cõi hồng, khi cha khi mẹ, khi chồng khi con. Mới đời trước đánh đòn đứa ở, kế đời sau làm tớ bị đòn, chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn mạnh, thì nợ trước yếu tồn lại sao? Cuộc luân chuyển chừng nào mới hết, nếu chúng sanh còn kết dây oan, ở trong ba cõi sáu đàn, như là giữa bãi chiến tràng khác chi. Người biết giúp người thì ít có, người hại người thì số vô biên, tranh hơn ở kiếp hiển tiền, quên rằng tội ác còn truyền hậu lai, danh không chánh chỉ gây hậu hoàng, lợi bất nhân hưởng chẳng lâu dài, vui nay để chịu khổ mai, mà không nghĩ đến đời nay nhiều người nay đắc thế chê cười hèn yêu, mai thất thời phải chịu cười chê, đời thường nay tướng mãi hề, cho nên hiếp đáp nhúng chày một ai. Lúc mạnh khá nhớ ngày yếu giờ, khi giàu đừng quên thuở bằng cùng, ở ăn giữ mực trung dung, sống không kẻ oan chết không người hờn.
đã hiểu đâu chân đâu mì, khá khuyên người chỗ mỹ chỗ không. Chưa làm chỉ tính trong lòng cũng là ảnh hưởng chứ hồng tính gian. Thường nghĩ tốt có thần phúc hộ, hay tưởng rằng bị quả thần theo. Quả thần theo tất nạn eo, được thần phúc hộ thì tiêu tai nạn. Lòng giả ác có màn tôi phủ, tâm tánh lành có lưới sáng bao. Mắt thần khi ngó nhìn vào, tức thời biết rõ người nào hiền hung. Màn tối phủ ma nung quỷ dục, lưới sáng bao thần chúc Phật ban. Quỷ ma nung dục thì tàn Phật, thần ban chúc thì an lạc đời. Lòng lành giữ lộ nơi chân tương, khách nữ nam đừng tưởng nằm yên. Trong tâm vừa muốn mưa phiền, thì là ngoài mắt cũng liền kéo mây. Phàm thấy sắc tướng ngoài còn biết, thánh xem còn thấu triệt đáy lòng tâm không. Mà chẳng phải không mười phương chư Phật đều trông thấy rành. Tâm đổi dạng khi lành khi dữ, tâm biến thành lúc tu lúc người. Ấy là tâm vọng của đời, nó thường theo cảnh mà dời đổi luôn. Tâm vọng ấy nếu còn vọng mãi, thì chúng sanh còn phải chuyển luân. Dòng tâm nếu được lặng ngưng, phàm thân trở lại thanh nhân tức thời. Gốc tâm dòng gió nơi cảm nhiệm, thói quen ưa đã chiếm trong lòng. Lúc nào cũng muốn cũng mong, trong tâm đâu có vắng không lúc nào. Thường vì quá ước ao thèm khát, nhiều khi gây thành giấc chim bao. Lỗi lầm lúc thức phạm vào, đến khi ngủ cũng chim bao lỗi lầm. Khi người để vọng tâm chi phối, thì tinh thần mệt mỏi tối đen. Chỉ làm theo cái thói quen xấu xa, cũng mặc để hèn cũng thấy. Thói quen khiến thường hay vọng tưởng, chưa vừa lòng vẫn muốn chưa thôi. Thêm đời nhiều thứ cuốn lôi, cạn làm y muốn con người nhiều thêm. Việc phước đức không thèm muôn đến, sự tà gian cứ mến theo luôn. Xấu xa chẳng biết hổ buồn, biết bao kẻ bị điên cuồng lợi danh. Thấy sắc đẹp động tình muôn lây, nghe lời tỏ mong chạy đến dành. Của ai thấy cũng mong manh, đến như của mẹ cha mình còn tham. Cậy quyền thế lấy ngang lắm kè, dùng trí khôn chia sẻ nhiều người. Muốn cho lấy được không thôi, dù ai oan ghét che cười cũng trơ. Biết rằng quấy không chừa chẳng bò, hiểu là sai cứ mó vẫn đeo. Cố tình tội lỗi rất gieo, lòng tham muốn lấy hiểm nghèo vô biên. Lời lành có người khuyên không nhớ, việc giữ không ai trỏ chẳng quên. Thói quen từ trước nổi lên, thường nghiêng theo giữ ít nghiêng theo lành. Sự cảm nhiễm kết thành nhiều kiếp, cho nên khi gặp dịp nở liền. Ngày nào kiếp trước đã chuyển, kiếp này ngày ấy người liền hiểu ngay.
luân hồi có khi dài khi ngắn, có khi em vừa chết đặng ít ngày thì liền bị dắt đầu thai làm người trở lại nhớ ngay kiếp người. Nếu bị nghiệp sanh nơi cầm thu, sống theo loài rừng rú ngu đần, sao dù trở lại nhân thân dễ quen tánh thú nhiều hơn tánh người. Những tập quán hồi thời quá khứ, nếu như không cơ hội chạm da thì là khó nổi nhớ ra thói quen nằm mãi trong nhà nghiệp duyên. Nếu ma quỷ sanh lên nhân loại dễ cảm theo cái thoái quỷ mang, chánh đường nếu chẳng sống ra thì là dễ bị đường tà cuốn lôi. Đã sanh được làm người đất quy, thường được nghe giải chỉ tu hiền, gần đường về Phật về tiên, không tu sao có trở lên làm người, để sanh lạc vào nơi cầm thu. Không được nghe khuyên nhủ lời lành thì không được biết tu hành tất, còn chịu kiếp tử sanh lâu dài. Nạn ấy lớn hơn tai nạn khác, cũng là điều hình phạt tối cao, để cho cửa thú lọt vào giấc mê dài biết ngày nào tỉnh ra. Giới ma quỷ cũng là đại nạn, kiếp sống như là ráng là mây, tiêu tan chẳng có hẹn ngày, thường cam đôi khác vẫn gây trong lòng. Tanh oan ghét đã sống cực độ, nên thường gây đau khổ cho người, không kiêng Phật chẳng kể trời, khiến cho nghiệp ác càng bồi thêm cao. Xưa kia có một cào vua nọ, có một ông quan võ bất lương, mỗi lần đi đến thôn hương bắt dân làng phải nộp lương nộp tiền, bò heo có phải khiến đến nạp, cô gái xinh phải dắt tới hầu, bắt dân làm giết ngựa trâu lốt thì bị giết bị tù thảm thương. Gặp già cả không nhường không kể, thấy tăng sư chẳng lễ chẳng chào, rất là ngạo mạn tự cao, không tin nhân quả chẳng nao tuần hoàn. Một hôm nọ sau cơn yến tiệc, bỗng nhiên ông thổ huyết chết đi. Sanh làm ngạ quỷ tức thì mặt mày xấu xí dị kỳ hình dung, cổ quá nhỏ vật không nuốt chài, bụng thì to bằng cái bụng trâu, ngày đêm đói khát buồn rầu vất giờ chẳng có chỗ nào ẩn thân. Cơm vừa đúc tới mồm thành lửa, nước ngấm vào miệng quá dầu sôi, làm cho phồng lưỡi cháy môi, chịu điều đau nhức tanh hôi suốt đời, trả quả lúc làm người tiền kiếp. Nhưng thường không được biết tỉnh ra, ôm lòng oán hận sâu xa, càng làm cho kiếp quỷ ma kéo dài. Con ơi lấy chuyện này để biết, những hành tung tiền kiếp mất đâu, làm cho thiên hạ đau sầu, là gây hậu quả độc xấu cho mình. Quan ấy lúc sanh bình oai khí,
khi thoát rồi làm quỷ đói đau. Người đời thử nghĩ thế nào, có nên ham thứ hùng hào ấy không? Chỉ một lúc thỏa lòng ham hô, mà để cho đau khổ muôn đời là điều nhân nên nhịn con ơi. Anh quen khó nhịn, nhịn thời cũng quen, có quả báo nên khuyên hướng thiền. Không đau đầu ai khuyên trừ tà, chết rồi tội mới thấy ra chừng ni có hối cũng là muộn thay. Có thật cảm Phật ngài mới ứng, niệm lờ là Phật chứng vào đâu. Vì người đã rớt sông sâu không cần kêu cứu ai hầu cứu cho, niệm Phật chẳng béo nó chi Phật. Phật cũng không mong nhắc đến tên, chúng sanh muốn Phật dứt lên cho nên mới tưởng niệm tên Phật ngài. Phật nguyện độ muôn loài thoát khổ, nên khi nghe ai có lời xin, Phật thêm đồng tâm bi tình như là mẹ thấy con mình lắm tay. Phật nhất định không sai lời nguyện, nhưng chúng sanh phải niệm chí thành. Chỉ là một niệm trọn lành cũng là được Phật nhân hành đến nơi, hoặc chẳng niệm một lời chi cả. Nhưng thường hay có giả từ bi, trần ai chẳng nhiễm vật gì cũng là được Phật hộ trì ngày đêm. Người tự độ cầu thêm Phật độ, như nước xuôi lại gió thuận chiều. Đường về chống biết bao nhiêu, được hay sức độ máu siêu phạm trần. Tuy có được tinh thần bác ai, cũng nhớ nên tượng giấy Di Đà. Kỳ này có Phật ấy qua rước về Cực Lạc ngồi tòa Kim Liên. Cõi ấy chẳng não phiền đau khổ, tuổi sống lâu vô số vô biên. Muốn chi thì được có liền, thân người nào cũng bằng sen hóa thành. Cõi ấy vốn trọn lành trọn tốt, cõi ấy không ai chết ai già. Thường ngày có Đức Di Đà dụng thần thông hóa hiện ra muôn hình, người nào cũng quanh mình đều sáng. Ai cũng đều viên mãn thần thông, đường xa muôn dặm tây đông, những đi chỉ mất độ trong phút giờ. Người cõi ấy thường trưa mỗi bữa, đi cúng dường Phật ở khắp nơi. Đi về trong buổi ngõ thời, người nào cũng muốn thỉnh lời Như Lai. Nên ai cũng đồng vai Bồ Tát, không người nào xa lạc phàm phu. Hạ quân kẻ phát tâm tu cầu, về Cực Lạc là đầu nhập môn. Mới cõi ấy vốn người nhân thiện cả, ai muốn sang phải giả lương hiền. Cõi sen người phải như sen, gần bùng mà chẳng ố quen mùi bùng. Cõi lành kẻ giữ hung khó bước, Phật từ bi chẳng rước bất lương. Muốn về Cực Lạc Tây Phương, các điều hung dữ chớ dương điều nào. Lá dạ thì trước sau cũng đổ, để lá non thai nở trên cành. Hết đời trước kế đời thanh luật, đạo thai ấy đã dành từ lâu. Thuở xưa quả địa cầu rất tốt, đất bằng vàng thảo mộc bằng châu.
người nào cũng đất sống lâu an vui chứ chẳng khổ sầu chi đâu. Người nào cũng dung nghi tốt đẹp, ai cũng đều hiền đức thông minh, nhỏ lần cho đến hiện tình lòng người qua xấu địa hình qua dơ. Đến lúc phải ban sơ lập lại, khó tránh ngày có đại biến gì. Chính là cũng một cuộc thi, ai rơi ai đậu trong kỳ này đây. Đức tiếp dẫn kỳ này cũng tới, rước hiền nhân thế giới ta bà, đem về cực lạc Di Đà, dứt đường sanh tử lánh xa hồng trần. Ba tánh nhớ tu thân lập hành, nam nữ cần cái chánh chữ tà. Lóc lừa trắng ấy nổi ra, có thần che chở cho qua tai nạn. Thiếu đạo đức sắc gan cũng chạy, thật hiền lành bới cải không trôi. Luật kia đã định sẵn rồi, lạnh thời tồn tại giữ thời tiêu tan. Ngoài pháo đốt tất gian tiếng nổ, quả gây ra thì khổ hại thân. Cũng nên xét kỹ xa gần, cho hồn khỏi đọa cho thân khỏi đài. Hồn bị đọa khó khai ngộ được, thân bị đài khó vượt lao lung. Dẫn nhau đi tới đường cùng, thân trầm thêm tội, hồn trầm thêm mê. Thế thảm rồi rồi kế thế thảm tới, ma cũ đi ma mới hiện vào. Lúc nào biển cũng sống sao, chúng sanh chẳng có lúc nào đứng yên. Phần lớn bị bạc tiền mờ tri, ít ai mà chủ trị được tâm. Nghèo thì bị bác làm câm, giàu thì bị của giam cầm chung thân. Xưa nay chúng hỏng trần như thế, hơn thua nhau chỉ kể đồng tiền. Dòng đời xuôi ngược đảo điên đều, do cái thứ bạc tiền mà ra. Thứ tiền bạc người ta tạo nó, rồi người ta lấy khổ vì tiền. Không tiền nói phải cũng điên, có tiền nói quấy cũng thiên người. Trâu bò thì bị người xỏ mũi, người bị tiền bạc cởi trên lưng. Trâu bò chỉ khổ xác thân, người thì xác thịt tinh thần khổ luôn. Khổ đến chết chưa buông được nó, mà nhiều người lại đó làm vinh. Tiền xem trọng nghĩa xem khinh, ngày nay thế giới chỉ tin đồng tiền. Tiền là bạc không yên một chỗ, nay tay này mai ở tay kia. Người thường vì nó rẻ chia, gây ra máu đổ đầm đìa khắp nơi. Chủ được nó là đời hạnh phúc, nó chủ mình là mất tự do. Làm ra để giúp để cho, chứ gom góp để bo bo giữ đời. Đem giúp đỡ cho người chẳng mất, cứ bo bo giữ cất không còn. Vật mòn biết dụng không mòn, tiền đừng nên bạc nên tròn nghĩa ân. Ham tiền bị hư thân lâm kè, mến bạc nhiều người nhẹ gia danh. Gái thì ban mất tiết trinh, trai thì trộm cướp hoặc sanh gian hùng. Thân cho mấy khi lòng mến bạc, tình thân kia cũng nát như tương. Tự mình bốc chết tình thương, mà không sáng mắt bởi dương động tiền.
tiền dùng đúng tiền hiền như Phật, bác xài lầm bác ác hơn ma. Phật ma cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Nhiều tiền kiếp mâu ni giàu có, bác tiền đâu làm khổ được ông, mà là nhờ có tiền đồng giúp ông bố thi khắp trong dân lành. Đó là một trong ngàn công đức Phật Thích Ca chưa chất từ xưa. Dùng tiền như hạn cho mưa biển non đo cũng chẳng vừa đại ân. Phật xưa cũng sát trần cõi tạm, Ngài cũng tình cũng cảm như ai. Thế mà Ngài chứng Như Lai, nhờ lòng bố thí nhờ hay nhân từ. Phật làm thế nay người cũng thế, tất nhiên là ngồi kế Phật Ngài. Nhớ câu trọng nghĩa hơn tài tiện tài, chớ để nó sai khiến mình ai có của. Bị khinh cũng mặc, đừng vì tiền gai gắt với ai. Có ra thì đỡ xây xài, không thì nhịn chịu chứ cay đắng lòng. Nghèo nhớ giữ lòng trong sạch già, giàu đừng quên bố đức thi ân. Có dư chứ hưởng riêng thân, nên cho kẻ khác lấy phần ấm no. Được như vậy được khó công đức, sống đời đâu khổ cực dĩ đời. Trong tâm thường được thảnh thơi, tuy trong cõi tục mà đời thần tiên. Tiên với tục dính liền mặt cay, để vậy phạm lộn lại là tiên. Cũng thời sử dụng đâm tiền, người lo quần chúng kẻ riêng lo mình. Lo quần chúng là tình tiên Phật, lo riêng mình là chất phàm nhân. Tình tiên Phật hết trầm luân, chất phàm nhân tất còn thân luân hồi. Phật phàm có thể thôi đâu khó, làm hay không việc đó tại người. Người đâu bông đó không rời, ngoái đầu ngó lại mặt trời thấy ngay. Xưa ma đó bỗng nay Phật đó, cây với thuyền nào có xa nhau. Khéo tay môi móc ghép vào, thì cây nên được thuyền tàu khó chi. Chúng sanh chớ bỏ đi tự lực, mỗi người nên lấy sức của mình. Phạm tình đối lại thánh tình, tự mình sửa lấy lòng mình hơn ai. Chớ ỷ lại kẻ ngoài cứu vớt, phải tự mình tìm cách thoát ly. Thật tâm tự độ mình đi, tự nhiên có Phật hộ trì khỏi lo. Không tự độ muốn cho Phật độ, khác nào như đất bỏ không trồng. Ví dụ mưa xuống ngập đồng, trái bông cùng chứ có hồng sanh ra. Biết tự trị tất là tự độ, làm lành còn giữ bỏ không làm. Dù cho lòng rất muốn ham, nếu làm việc quay cũng cam nhịn chừa. Muốn thì cứ làm bừa không xét, trong mười điều không biết chín điều. Muốn điều lành chẳng bấy nhiêu, muốn điều hung dữ lại nhiều gấp mười. Cho nên mỗi một lời muốn nói, hoặc trước khi muốn khởi việc làm,
phải cần hỏi lại lương tâm xét coi việc có lỗi lầm hay không. Gặp việc khó thấy lòng bối rối, riêng mình không hiểu nổi giả chân, nên tìm hỏi bậc hiền nhân, chớ nên nhắm mắt đưa chân đi càng. Lỗi với người khó toán chuộc tội, lỗi với mình sửa cái dễ đâu. Lỗi thân thân chịu giải dầu, lỗi lòng lòng chịu âu sầu mê mang. Thân lao khổ bất an trong già, lòng âu sầu thân thể mòn hao. Không âu sầu chẳng khổ lao, lòng đừng để một phút nào rời thân. Phải tu luyện tinh thần sáng suốt, cần dưỡng nuôi hạnh đức đủ đầy. Cây công uống mãi cũng ngay, người hư mây cố sửa hoài cũng nên. Học hỏi vốn là nền tri thức, sách kinh là cái nút tâm linh. Cần học hỏi đọc sách kinh giúp cho sức hiểu của mình rộng ra. Lành kem trí như nhà thiêu cửa, hiền mà ngu như ngựa cái mù. Hiền minh chớ để hiền ngu lạnh, thì lành trí chớ tu xuống lành. Tu có hành gia danh châu báu, tu không hành tiếng nhạo đã chay. Tu hành cần được cả hai, trong hai thiếu một chẳng xài vào đâu. Chớ học nói ít câu hán từ, tự cho mình hay chữ lá lầm. Chữ đâu nghĩa đó cho thâm, chữ không hiểu nghĩa như câm khác nào. Đức không tài như dầu thiếu lửa, tài thiếu đức như ngựa không cương. Đức tài có đủ hai phương, lửa dầu gồm đủ ngựa cương sẵn sàng. Đạo có hạnh mới rằng học đạo, tu không hiền ai bảo là tu. Cửa thiền nay quá mờ lu, do người giả đạo dối tu phần nhiều. Đạo không hành là tiêu diệt đạo, tu làm hung là đạo ngược tu. Mù còn có thể hết mù tội, lường gạt Phật dễ dầu gì tiêu. Tội vô ý còn nhiều chỗ thứ, tội cố tình luật sự không tha. Nếu tu không được thì ra, chớ mưu lấy đạo làm nhà buôn dân. Tạo ngu dại hướng phần ngu dài, làm ác gian lành cái ác gian. Chạy trời sao khỏi nắng chán, hại người mù tất phải mang kiếp mù. Thù người bị người thù khó trốn, tổn hại người người tổn hại mình. Nhân nào quả nấy công minh, người trong hạ giới chớ khinh lưỡi trời. Con ơi Phật lập lời nói trước, đời hạ quân vô phước thì nhiều. Nghiệp mê không những khó tiêu, hòa sầu trái lại dễ chiêu vào mình.
việc trả bao rất nhanh khó tường, sớm gây thì chiều hưởng không lâu. Thần minh tuy chẳng thấy đâu, nhưng mà mọi việc đều tâu Ngọc Hoàng. Tội đền tội bát vàng khó chuộc, phước thì là gặp phước khỏi lo. Công bằng Ngọc Đế cần cho, mãi lòng không lọt chớ lo sai lầm. Vừa mới nghĩ trong tâm chưa lầu, nhưng thần minh đã rõ dữ lành. Sức thần hiểu biết rất nhanh, phàm gian chớ có vọng sanh điều tà. Điều tà mặc dù là chỉ nghĩ, sống cũng làm tâm trí lu mờ, khởi ra ý xấu ban sơ, diệt liền chớ để dây dưa lâu ngày. Ý nghĩ xấu kéo dài bao độ, hành động ta càng lỗ bấy nhiêu. Hiểu rồi cương quyết trừ tiêu, chớ nên tha thứ nuông chiều vọng tâm. Vọng tâm nếu chẳng làm yên lặng, ví dụ ngồi bên cạnh Phật đàn, cũng không hề được thấy ra, bị tâm vọng nó làm lòa mắt đi. Tâm vọng rất làm nguy hạnh đức, người tu hành chưa dứt vọng tâm. Như ôm rắn độc mà nằm thân kia, không biết hòa lâm lúc nào. Tâm vọng dứt mới vào cõi Phật, vọng tâm còn khó nhập niết bàn. Vọng tâm là gốc mê mang chúng sanh, vì đó sáu đàn chuyển luân. Lúc niệm Phật tâm thần sao xiên, khi tham thiền lười biến mỏi mê. Thấy trong đầu óc nặng nề ấy, là ma nghiệp vô về đầu tiên. Nếu ý niệm để nghiêng theo nó, thì đạo tâm từ đó lần phai. Đến khi tới trước Phật đài, mà tâm vẫn loạn là ngày nguy cơ. Phật không phải chỉ thờ lấy gì, thờ Phật là biểu thị lòng tin. Lòng tin càng được chắc dình càng cao, đức hạnh càng bình định tâm. Không thờ Phật mà thầm tin tưởng, hơn thờ mà bỏ luôn không tin. Có tin mới biết sửa mình, không tin đâu bỏ hành trình xấu xa. Tin là mẹ đẻ ra ngôi Phật, tin là thuyền cứu vớt chúng sanh. Có tin thì mới có thành, thiếu lòng tin tưởng tu hành sao nên. Tin tưởng mạnh tất bền ý chí bền thì dĩ quả nên. Không tin thì chỉ không bền chí sẽ không nên đảo màu. Em biết càng khó càng sâu tin tưởng. Tin tưởng sâu thì chướng ngại tiêu, tin là thứ phép cao siêu, sẽ làm như ý sẽ tiêu ma tà. Tin tưởng Phật thì là gặp Phật, tin tưởng ma thì gặp quỷ ma. Chữ tình đối với người ta rất nên quan trọng, lửa mà tin theo.
Tin tưởng vốn là điều cần thiết, nhưng phải nên suy xét kỹ càng. Chánh đường khi thấy rõ ràng, chừng ni sẽ đặt lòng vàng tin theo. Tin dễ dãi thường gieo ân hận, tin bướng càng lầm lẫn phẫn nhiều. Không tin thì đạo không siêu, dễ tin quá cũng chẳng tiêu nghiệp trần. Dễ tin tức tâm thần dễ đồng, dễ động tâm dễ mong sự trần. Sự trần dắt được tâm thần, khác nào như bị thọt chân vào còng. Sức tự chủ đã không còn nữa, quyền hành do sao đưa giặc trần. Tha hồ thỏa mãn nhục thân tâm hồn, cứ thế mê dần đi thôi. Mạng sống chỉ là mồi thị dục, tâm hồn thì lệ thuộc xác thân. Lái quay ở giữa ngục trần, lúc nào cũng sợ tử thần đến kêu. Giàu cũng sợ mà nghèo cũng sợ, chủ cũng lo mà tớ cũng lo. Những người chức trọng giàu to, vấn đề chết chóc sợ lo hơn nghèo. Nhiều ham muốn thì đeo nhiều khổ, vọng tưởng luôn đâu có yên lòng. Kẻ thì tôn của người công, kẻ dùng tài sức người dùng tâm tư. Lo đến chết không như ý được, hết muốn này đến lượt muốn kia. Mồ hôi nước mắt đầm đìa, mà lòng ham muốn nọ kia chưa vừa. Kẻ được sớm thì chưa lại chết, người chiều nên bỗng mất sớm đi. Lúc còn trẻ lại ngu si, chừng thông minh được là khi đã già. Nhân loại chẳng ai mà thuận cành, chúng sanh không ai rảnh trong lòng. Thế mà chẳng việc nào xong, chết rồi mà vẫn còn lòng nuôi theo. Bởi tiếc núi giàu nghèo thương ghét, bởi tạo ra các nghiệp tiền trần. Nên sau khi đã bỏ thân đi theo nghiệp, mấy chuyện luân lại liền. Nghiệp lôi cuốn như ghiền bình rượu, khi thèm không ai rủ cùng đi. Hôm qua say ngủ ly bì, bữa nay say nữa dễ gì bỏ say. Nghiệp thế phải đầu thai cõi thế, mến trần thì sanh đẻ nơi trần. Quả sanh vì bởi có nhân, nếu nhân không có quả sanh bao giờ. Trước cũng bởi vì nhớ bận thế, nay mới rơi trong bể hỏng trần. Hiện thời nếu chẳng tu thân, sau này khó tránh khỏi phần đầu thai. Tùy theo nghiệp mong dày đã tạo, mà trí ngu bằng phu khác nhau. Nhưng dù khốn dại nghèo giàu, vẫn già vẫn chết vẫn đau khổ đời. Những cái khổ hồi thời quá khứ, người đã quên thành thử không ghê. Thật ra là một tràng mê từ hồi vô thủy kéo lê đến giờ. Biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên khi rất lại phàm. Lúc người lúc thú làm nham, kể sao hết cuộc
thân trăm tiền thân. Khi thì phú khi bần tốt hàng, lúc ấm no lúc chẳng áo cơm. Khi ngói gạch khi lá rơm, lúc thì quan tương lúc làm tù nhân, kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi trong cắn ra quay, kiếp thì chết chẳng chôn thay, kiếp thì tông tán chặt ngoài chặt trong, khi thì xác trôi sống chập chà, khi thì thấy tan rã giữa đồng, kể sao hết chuyện não nằm của tiền kiếp khách trần hồng đã mang. Kiếp làm gái chịu đàn đẻ chưa, kiếp làm trai con vợ đùm đầy, khi thì trọn kiếp phu thê, khi thì bươm chán ông che giữa chừng, có khi bị cùi phun sủi bài, có khi thì điên dại mù câm, sống không nhà cửa ăn nằm lang thang đàn phố xin ăn qua ngày, có kiếp bị bọn trai lừa gạt, có kiếp thì bị thác vì tình, kiếp thì làm đi bán mình, kiếp thì cô quạnh trong tình cấm cung. Khi thì được anh hùng giáng dồi, khi thì mang lấy tội phản thần, lúc thì quý tở vàng cân, khi thì rẻ nát còn hơn con dòi, kiếp thì được người coi vua chúa, kiếp thì ra thân đứa ăn mày mới cười cây khóc chúa cay, cứ như thế đó đổi thay không ngừng. Như lời nên vừa phân đoạn trước, giàu nghèo do tội phước mỏng dày, không cần phải hỏi nơi ai, tự mình suy cũng hiểu ngay thế nào. Kiếp trước mở hồ bao bố thí, nên kiếp này địa vị giàu sang, kiếp này bọn sen tham gian, kiếp sau đói khó nghèo nàng tả tơi. Nghiệp dâm đản sanh nơi đỉ điềm, nghiệp rượu chè sanh chốn tửu lâu. Nói sơ kệ chẳng hết đâu, nghiệp đâu sanh đó khó hầu đi sai, mới kiếp trước ghét cay ghét đắng, kê kiếp sau làm bạn làm chồng, luân hồi lộn bảy cõi hồng, khi cha khi mẹ khi chồng khi con. Mới đời trước đánh đòn đứa ở, kế đời sau làm tớ bị đòn, chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn mạnh, thì nợ trước yếu tồn lại sao. Cuộc luân chuyển chừng nào mới hết, nếu chúng sanh còn kết dây oan. Ở trong ba cõi sáu đàn, như là giữa bãi chiến tràng khác chi. Người biết giúp người thì ít có, người hại người thì số vô biên. Tranh hơn ở kiếp hiện tiền, quên rằng tội ác còn truyền hậu lai, danh không tranh chỉ gây hậu hoàng. Lợi bất nhân hưởng chẳng lâu dài, vui nay để chịu khổ mai, mà không nghĩ đến đời nay nhiều người. Nay đắc thế chê cười hèn yêu, mai thất thời phải chịu cười chê. Đời thường nay tướng mãi hề, cho nên hiếp đắp nhúng trầy một ai.
lúc mạnh khá nhớ ngày yếu giờ, khi giàu đừng quên thở bằng cùng. Ở ăn giữ mực trung dung sống không kẻ oan chết không người hờn. Kẻ đã hiểu đâu chân đâu mì, khá khuyên người chỗ mỹ chỗ không. Chưa làm chỉ tính trong lòng cũng là ảnh hưởng chứ hồng tính gian. Thường nghĩ tốt có thần phúc hộ, hay tưởng rằng bị quả thần theo. Quả thần theo tất nạn eo, được thần phúc hộ thì tiêu tai nạn. Lòng giả ác có màn tôi phủ, tâm tánh lành có lưới sáng bao. Mắt thần khi ngó nhìn vào tức thời, biết rõ người nào hiền hung. Màn tối phủ ma nung quỷ dục, lưới sáng bao thần chúc Phật ban. Quỷ ma nung dục thì tàn Phật, thần ban chúc thì an lạc đời. Lòng lành giữ lộ nơi chân tương, khách nữ nam đừng tưởng nằm yên. Trong tâm vừa muốn mưa phiền, thì là ngoài mắt cũng liền kéo mây. Phàm thấy sắc tướng ngoài còn biết, thánh xem còn thấu triệt đáy lòng tâm không. Mà chẳng phải không mười phương chứ Phật đều trông thấy rành. Tâm đổi dạng khi lành khi dữ, tâm biến thành lúc tu lúc người. Ấy là tâm vọng của đời, nó thường theo cảnh mà dời đổi luôn. Tâm vọng ấy nếu còn vọng mãi, thì chúng sanh còn phải chuyển luân. Dòng tâm nếu được lặng ngưng, phàm thân trở lại thanh nhân tức thời. Gốc tâm dòng gió nơi cảm nhiệm, thói quen ưa đã chiếm trong lòng. Lúc nào cũng muốn cũng mong, trong tâm đâu có vắng không lúc nào. Thường vì quá ước ao thèm khát, nhiều khi gây thành giấc chim bao. Lỗi lầm lúc thức phạm vào, đến khi ngủ cũng chim bao lỗi lầm. Khi người để vọng tâm chi phối, thì tinh thần mệt mỏi tối đen. Chỉ làm theo cái thói quen xấu xa, cũng mặc để hèn cũng thấy. Thói quen khiến thường hay vọng tưởng, chưa vừa lòng vẫn muốn chưa thôi. Thêm đời nhiều thứ cuốn lôi, cạn làm y muốn con người nhiều thêm. Việc phước đức không thèm muôn đến, sự tà gian cứ mến theo luôn. Xấu xa chẳng biết hổ buồn, biết bao kẻ bị điên cuồng lợi danh. Thấy sắc đẹp động tình muôn lây, nghe lời to mong chạy đến dành. Của ai thấy cũng mong manh, đến như của mẹ cha mình còn tham. Cậy quyền thế lấy ngang lắm kè, dùng trí khôn chia sẻ nhiều người. Muốn cho lấy được không thôi, dù ai oan ghét che cười cũng trơ. Biết rằng quấy không chừa chẳng bò, hiểu là sai cứ mó vẫn đeo. Cố tình tội lỗi rất gieo, lòng tham muốn lấy hiểm nghèo vô biên. Lời lành có người khuyên không nhớ, việc giữ không ai trọ chẳng quên.
thói quen từ trước nổi lên, thường nghiêng theo dữ ít nghiêng theo lành, sự cảm nhiễm kết thành nhiều kiếp. Cho nên khi gặp dịp nở liền, ngày nào kiếp trước đã chuyển, kiếp này ngày ấy ngửi liền hiểu ngay. Luân hồi có khi dài khi ngắn, có khi em vừa chết đặng ít ngày, thì liền bị dắt đầu thai làm người, trở lại nhớ ngay kiếp người. Nếu bị nghiệp sanh nơi cầm thu, sống theo loài rừng rú ngu đần, sao dù trở lại nhân thân, dễ quen tánh thú nhiều hơn tánh người, những tập quán hồi thời quá khứ. Nếu như không cơ hội chạm da, thì là khó nổi nhớ ra thói quen, nằm mãi trong nhà nghiệp duyên. Nếu ma quỷ sanh lên nhân loại, dễ cảm theo cái thói quỷ mang, chánh đường nếu chẳng sống ra, thì là dễ bị đường tà cuốn lôi. Đã sanh được làm người đất quy, thường được nghe giải chỉ tu hiền, gần đường về Phật về tiên, không tu sao có trở lên làm người, để sanh lạc vào nơi cầm thu. Không được nghe khuyên nhủ lời lành, thì không được biết tu hành tất, còn chịu kiếp tử sanh lâu dài. Nạn ấy lớn hơn tai nạn khác, cũng là điều hình phạt tối cao, để cho cửa thú lọt vào giấc mê dài, biết ngày nào tỉnh ra, giới ma quỷ cũng là đại nạn. Kiếp sống như là ráng là mây, tiêu tan chẳng có hẹn ngày, thường cam đôi khác vẫn gây trong lòng. Tâm oan ghét đã sống cực độ, nên thường gây đau khổ cho người, không kiêng Phật chẳng kể trời, khiến cho nghiệp ác càng bồi thêm cao. Xưa kia có một trào vua nọ, có một ông quan võ bất lương, mỗi lần đi đến thôn hương, bắt dân làng phải nộp lương nộp tiền, bò heo có phải khiến đến nạp, cô gái xinh phải dắt tới hầu, bắt dân làm giết ngựa trâu lốp, thì bị giết bị tù thảm thương. Gặp già cả không nhường không kể, thấy tăng sư chẳng lễ chẳng chào, rất là ngạo mạn tự cao, không tin nhân quả chẳng nao tuần hoàn. Một hôm nọ sau cơn yến tiệc, bỗng nhiên ông thổ huyết chết đi. Sanh làm ngạ quỷ tức thì, mặt mày xấu xí dị kỳ hình dung, cổ quá nhỏ vật không nuốt chài, bụng thì to bằng cái bụng trâu, ngày đêm đói khát buồn rầu vất giờ, chẳng có chỗ nào ẩn thân. Cơm vừa đúc tới mồm thành lửa, nước ngấm vào miếng quá dầu sôi, làm cho phồng lưỡi cháy môi, chịu điều đau nhức tanh hôi suốt đời, trả quả lúc làm người tiền kiếp. Nhưng thường không được biết tỉnh ra, ôm lòng oán hận sâu xa, càng làm cho kiếp quỷ ma kéo dài.
Con ơi lấy chuyện này để biết, những hành tung tiền kiếp mất đâu, làm cho thiên hạ đau sầu, là gây hậu quả độc xấu cho mình. Quan ấy lúc sanh bình oai khi, khi thoát rồi làm quỷ đói đau. Người đời thử nghĩ thế nào, có nên ham thứ hùng hào ấy không? Chỉ một lúc thỏa lòng ham hô, mà để cho đau khổ muôn đời, là điều nhân nên nhịn con ơi. Ăn quen khó nhịn, nhịn thời cũng quen, có quả báo nên khuyên hướng thiền. Không đau đầu ai khuyên trừ tà, chết rồi tội mới thấy ra, chừng ni có hối cũng là muộn thay. Có thật cảm Phật ngài mới ứng, niệm lờ là Phật chứng vào đâu. Ví người đã rớt sông sâu, không cần kêu cứu ai hầu cứu cho. Niệm Phật chẳng béo nó chi Phật, Phật cũng không mong nhắc đến tên. Chúng sanh muốn Phật dứt lên, cho nên mới tưởng niệm tên Phật ngài. Phật nguyện độ muôn loài thoát khổ, nên khi nghe ai có lời xin, Phật thêm động tâm bi tình, như là mẹ thấy con mình lắm tay. Phật nhất định không sai lời nguyện, nhưng chúng sanh phải niệm chí thành. Chỉ là một niệm trọn lành cũng là được Phật nhân hành đến nơi, hoặc chẳng niệm một lời chi cả. Nhưng thường hay có giả từ bi, trần ai chẳng nhiễm vật gì cũng là được Phật hộ trì ngày đêm. Người tự độ cầu thêm Phật độ, như nước xuôi lại gió thuận chiều. Đường về chống biết bao nhiêu, được hay sức độ mau siêu phạm trần. Tuy có được tinh thần bác ai, cũng nhớ nên tượng giấy Di Đà. Kỳ này có Phật ấy qua rước, về Cực Lạc ngồi tòa Kim Liên. Cõi ấy chẳng não phiền đau khổ, tuổi sống lâu vô số vô biên. Muốn chi thì được có liền, thân người nào cũng bằng sen hóa thành. Cõi ấy vốn trọn lành trọn tốt, cõi ấy không ai chết ai già. Thường ngày có Đức Di Đà dụng thần thông hóa hiện ra muôn hình, người nào cũng quanh mình đều sáng. Ai cũng đều viên mãn thần thông, đường xa muôn dặm tây đông, nhưng đi chỉ mất độ trong phút giờ. Người coi ấy thường trưa mỗi bữa, đi cúng dường Phật ở khắp nơi. Đi về trong buổi ngõ thời, người nào cũng muốn thỉnh lời Như Lai. Nên ai cũng đồng vai Bồ Tát, không người nào xa lạc phàm phu. Hạ nguyên kẻ phát tâm tu cầu, về Cực Lạc là đầu nhập môn. Mới cõi ấy vốn người nhân thiện cả, ai muốn sang phải giả lương hiền. Cõi sen người phải như sen, gần bùng mà chẳng ố quen mùi bùng. Cõi lành kẻ giữ hung khó bước, Phật từ bi chẳng rước bất lương. Muốn về Cực Lạc Tây Phương, các điều hung dữ chớ dương điều nào. Lá dạ thì trước sau cũng đầu,
để lá non thay nở trên cành hết đời trước kế đời thanh luật đạo thái ấy đã dành từ lâu. Thuở xưa quả địa cầu rất tốt, đất bằng vàng thảo mộc bằng châu. Người nào cũng rất sống lâu an vui chứ chẳng khổ sầu chi đâu. Người nào cũng dung nghi tốt đẹp, ai cũng đều hiền đức thông minh. Nhỏ lần cho đến hiện tình lòng người qua xấu địa hình qua dơ. Đến lúc phải ban sơ lập lại, khó tránh ngày có đại biến gì. Chính là cũng một cuộc thi ai rơi ai đậu trong kỳ này đây. Đức tiếp dẫn kỳ này cũng tới. Rước hiền nhân thế giới ta bà, đem về cực lạc Di Đà, dứt đường sanh tử lánh xa hồng trần. Ba tánh nhớ tu thân lập hành, nam nữ cần cái chánh chữ tà. Lóc lừa trắng ngay nổi ra, có thần che chở cho qua tai nạn. Thiếu đạo đức sắc gan cũng chạy, thật hiền lành bới cải không trôi. Luật kia đã định sẵn rồi, lạnh thời tồn tại giữ thời tiêu tan. Ngoài pháo đốt tất gian tiếng nổ, quả gây ra thì khổ hại thân. Cũng nên xét kỹ xa gần, cho hồn khỏi đọa cho thân khỏi đài. Hồn bị đọa khó khai ngộ được, thân bị đài khó vượt lao lung. Dẫn nhau đi tới đường cùng, thân trầm thêm tội, hồn trầm thêm mê. Thế thảm rối rồi kế thế thảm tới, ma cũ đi ma mới hiện vào. Lúc nào biển cũng sống sao, chúng sanh chẳng có lúc nào đứng yên. Phần lớn bị bạc tiền mờ tri, ít ai mà chủ trị được tâm. Nghèo thì bị bạc làm câm, giàu thì bị của giam cầm chung thân. Xưa nay chúng không cần như thế, hơn thua nhau chỉ kể đồng tiền. Dòng đời xuôi ngược đảo điên đều, do cái thứ bạc tiền mà ra. Thứ tiền bạc người ta tạo nó, rồi người ta lấy khổ vì tiền. Không tiền nói phải cũng điên, có tiền nói quấy cũng thiên người. Châu bò thì bị người xỏ mũi, người bị tiền bạc cởi trên lưng. Châu bò chỉ khổ xác thân, người thì xác thịt tinh thần khổ luôn. Khổ đến chết chưa buông được nó, mà nhiều người lại đó làm vinh. Tiền xem trọng nghĩa xem khinh, ngày nay thế giới chỉ tin đậm tiền. Tiền là bạc không yên một chỗ, nay tay này mai ở tay kia. Người thường vì nó rẻ chia, gây ra máu đổ đầm đìa khắp nơi. Chủ được nó là đời hạnh phúc, mà nó chủ mình là mất tự do. Làm ra để giúp để cho, chứ gom góp để bo bo giữ đời. Đem giúp đỡ cho người chẳng mất, cứ bo bo giữ cất không còn. Vật mòn biết dụng không mòn, tiền đừng nên bạc nên tròn nghĩa ân. Ham tiền bị hư thân lâm kè, mến bạc nhiều người nhẹ gia danh. Gái thì ban mất tiết
trinh trai thì trộm cướp hoặc sanh gian hùng. Thân cho mấy khi lòng mến bạc, tình thân kia cũng nát như tương. Tự mình bốc chết tình thương mà không sáng mắt bởi dương động tiền. Tiền dùng đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác hơn ma. Phật ma cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Nhiều tiền kiếp mâu ni giàu có, bạc tiền đâu làm khổ được ông. Mà là nhờ có tiền đồng giúp ông bố thi khắp trong dân lành. Đó là một trong ngàn công đức Phật Thích Ca chưa chất từ xưa. Dùng tiền như hạn cho mưa, biển non đo cũng chẳng vừa đại ân. Phật xưa cũng sát trần cõi tạm, Ngài cũng tình cũng cảm như ai. Thế mà Ngài chứng Như Lai, nhờ lòng bố thí nhờ hay nhân từ. Phật làm thế nay người cũng thế, tất nhiên là ngồi kế Phật Ngài. Nhớ câu trọng nghĩa hơn tài tiện tài, chớ để nó sai khiến mình ai có của. Bị khinh cũng mặc, đừng vì tiền gai gắt với ai. Có ra thì đỡ xây xài, không thì nhịn chịu chứ cay đắng lòng. Nghèo nhớ giữ lòng trong sạch già. Giàu đừng quên bố đức thi ân, có dư chứ hưởng riêng thân, nên cho kẻ khác lấy phần ấm no. Được như vậy được khó công đức, sống đời đâu khổ cực dĩ đời. Trong tâm thường được thảnh thơi, tuy trong cõi tục mà đời thần tiên. Tiên với tục dính liền mặt trái, để vậy phạm lộn lại là tiên. Cũng thời sử dụng đâm tiền, người lo quần chung kẻ riêng lo mình. Lo quần chúng là tình tiên Phật, lo riêng mình là chất phàm nhân. Tình tiên Phật hết trầm luân, chất phàm nhân tất còn thân luân hồi. Phật phàm có thể thôi đâu khó, làm hay không việc đó tại người. Người đâu bông đó không rời, ngoái đầu ngó lại mặt trời thấy ngay. Xưa ma đó bỗng nay Phật đó, cây với thuyền nào có xa nhau. Khéo tay môi móc ghép vào, thì cây nên được thuyền tàu khó chi. Chúng sanh chớ bỏ đi tự lực, mỗi người nên lấy sức của mình. Phàm tình đối lại thánh tình, tự mình sửa lấy lòng mình hơn ai. Chớ ỷ lại kẻ ngoài cứu vớt, phải tự mình tìm cách thoát ly. Thật tâm tự độ mình đi, tự nhiên có Phật hộ trì khỏi lo. Không tự độ muốn cho Phật độ, khác nào như đất bỏ không trồng. Ví dụ mưa xuống ngập đồng, trái bông cùng chứ có hồng sanh ra. Biết tự trị tất là tự độ, làm lành còn giữ bỏ không làm. Dù cho lòng rất muốn ham, nếu làm việc quay cũng cam nhịn chừa. Muốn thì cứ làm bừa không xét,
Trong mười điều không biết chín điều, muốn điều lành chẳng bấy nhiêu, muốn điều hung dữ lại nhiều gấp mười. Cho nên mỗi một lời muốn nói, hoặc trước khi muốn khởi việc làm, phải cần hỏi lại lương tâm xét coi việc có lỗi lầm hay không. Gặp việc khó thấy lòng bối rối, riêng mình không hiểu nổi giả chân, nên tìm hỏi bậc hiền nhân, chớ nên nhắm mắt đưa chân đi càng. Lỗi với người khó toán chuộc tội, lỗi với mình sửa cái dễ đâu. Lỗi thân thân chịu dài dầu, lỗi lòng lòng chịu âu sầu mê mang. Thân lao khổ bất an trong già, lòng âu sầu thân thể mòn hao. Không âu sầu chẳng khổ lao, lòng đừng để một phút nào rời thân. Phải tu luyện tinh thần sáng suốt, cần dưỡng nuôi hạnh đức đủ đầy. Cây công uống mãi cũng ngay, người hư mây cố sửa hoài cũng nên. Học hỏi vốn là nền tri thức, sách kinh là cái nút tâm linh. Cần học hỏi đọc sách kinh giúp cho sức hiểu của mình rộng ra. Lành kem trí như nhà thiêu cửa, hiền mà ngu như ngựa cái mù. Hiền minh chớ để hiền ngu lạnh, thì lành trí chớ tu xuống lành. Tu có hành gia danh châu báu, tu không hành tiếng nhạo đã chai. Tu hành cần được cả hai, trong hai thiếu một chẳng xài vào đâu. Chớ học nói ít câu hán từ, tự cho mình hay chữ lá lầm. Chữ đâu nghĩa đó cho thâm, chữ không hiểu nghĩa như câm khác nào. Đức không tài như dầu thiếu lửa, tài thiêu đức như ngựa không cương. Đức tài có đủ hai phương, lửa dầu gồm đủ ngựa cương sẵn sàng. Đạo có hạnh mới rằng học đạo, tu không hiền ai bảo là tu. Cửa thiền nay quá mờ lu, do người giả đạo dối tu phần nhiều. Đạo không hành là tiêu diệt đạo, tu làm hung là đạo ngược tu. Mù còn có thể hết mù tội, lường gạt Phật dễ dầu gì tiêu. Tội vô ý còn nhiều chỗ thứ, tội cố tình luật sự không tha. Nếu tu không được thì ra, chớ mưu lấy đạo làm nhà buôn dân. Tạo ngu dại hưởng phần ngu dài, làm ác gian lành cây ác gian. Chạy trời sao khỏi nắng chán, hại người mù tất phải mang kiếp mù. Thù người bị người thù khó trốn, tổn hại người người tổn hại mình. Nhân nào quả nấy công minh, người trong hạ giới chớ khinh lưỡi trời.
Con ơi Phật lập lời nói trước, đời hạ quân vô phước thì nhiều. Nghiệp mê không những khó tiêu hòa, sầu trái lại dễ chiếu vào mình. Việc trả bao rất nhanh khó tường, sớm gây thì chiều hưởng không lâu. Thần minh tuy chẳng thấy đâu, nhưng mà mọi việc đều tâu ngọc hoàng. Tội đền tội bát vàng khó chuộc, phước thì là gặp phước khỏi lo. Công bằng ngọc đế cần cho, mãi lòng không lọt chớ lo sai lầm. Vừa mới nghĩ trong tâm chưa lầu, nhưng thần minh đã rõ dữ lành. Sức thần hiểu biết rất nhanh, phàm gian chớ có vọng sanh điều ta. Điều tà mặc dù là chỉ nghĩ, sống cũng làm tâm trí lu mờ, khởi ra ý xấu ban sơ diệt liền chớ để dây dưa lâu ngày. Ý nghĩ xấu kéo dài bao độ, hành động ta càng lỗ bấy nhiêu. Hiểu rồi cương quyết trừ tiêu, chớ nên tha thứ nuông chiều vọng tâm. Dòng tâm nếu chẳng làm yên lặng, ví dụ ngồi bên cạnh Phật đàn, cũng không hề được thấy ra, bị tâm dòng nó làm lòa mắt đi. Tâm dòng rất làm nguy hạnh đức, người tu hành chưa dứt dòng tâm. Như ôm rắn độc mà nằm thân kia, không biết hòa lâm lúc nào. Tâm vọng dứt mới vào cõi Phật, vọng tâm còn khó nhập niết bàn. Vọng tâm là gốc mê mang chúng sanh, vì đó sáu đàn chuyển luân. Lúc niệm Phật tâm thần sao xiên, khi tham thiền lười biến mỏi mê. Thấy trong đầu óc nặng nề, ấy là ma nghiệp vô về đầu tiên. Nếu ý niệm để nghiêng theo nó, thì đạo tâm từ đó lần phai. Đến khi tới trước Phật đài mà tâm vẫn loạn là ngày nguy cơ. Phật không phải chỉ thờ lấy gì, thờ Phật là biểu thị lòng tin. Lòng tin càng được chắc dình càng cao, đức hạnh càng bình định tâm. Không thờ Phật mà thầm tin tưởng, hơn thờ mà bỏ luôn không tin. Có tin mới biết sửa mình, không tin đâu bỏ hành trình xấu xa. Tin là mẹ đẻ ra ngôi Phật, tin là thuyền cứu vớt chúng sanh. Có tin thì mới có thành, thiếu lòng tin tưởng tu hành sao nên. Tin tưởng mạnh tất bền ý chí, ý chí bền thì dĩ quả nên. Không tin thì chỉ không bền, không bền chỉ sẽ không nên đảo màu. Biết càng khó càng sâu tin tưởng, tin tưởng sâu thì chướng ngại tiêu. Tin là thứ phép cao siêu, sẽ làm như ý sẽ tiêu ma tà. Tin tưởng Phật
thì là gặp Phật, tin tưởng ma thì gặp quỷ ma. Chữ tình đối với người ta rất nên quan trọng, lửa mà tin theo. Tin tưởng vốn là điều cần thiết, nhưng phải nên suy xét kỹ càng. Chánh đường khi thấy rõ ràng, chừng ni sẽ đắc lòng vàng. Tin theo tin dễ dãi, thường gieo ân hận. Tin bướng càng lầm lẫn phẫn nhiều, không tin thì đạo không siêu. Dễ tin quá cũng chẳng tiêu nghiệp trần, dễ tin tất tâm thần dễ đồng. Dễ động tâm dễ mong sự trần, sự trần dắt được tâm thần, khác nào như bị thọt chân vào còng. Sức tự chủ đã không còn nữa, quyền hành do sao đưa giặc trần. Tha hồ thỏa mãn nhục thân tâm hồn, cứ thế mê dần đi thôi. Mạng sống chỉ là mồi thị dục, tâm hồn thì lệ thuộc xác thân. Lái quay ở giữa ngục trần, lúc nào cũng sợ tử thần đến kêu. Giàu cũng sợ mà nghèo cũng sợ, chủ cũng lo mà tớ cũng lo. Những người chức trọng giàu to, vấn đề chết chóc sợ lo hơn nghèo. Nhiều ham muốn thì đeo nhiều khổ, vọng tưởng luôn đâu có yên lòng. Kẻ thì tôn của người công, kẻ dùng tài sức người dùng tâm tư. Lo đến chết không như ý được, hết muốn này đến lượt muốn kia. Mồ hôi nước mắt đầm đìa, mà lòng ham muốn nọ kia chưa vừa. Kẻ được sớm thì chưa lại chết, người chiều nên bỗng mất sớm đi. Lúc còn trẻ lại ngu si, chừng thông minh được là khi đã già. Nhân loại chẳng ai mà thuận cành, chúng sanh không ai rảnh trong lòng. Thế mà chẳng việc nào xong, chết rồi mà vẫn còn lòng nuôi theo. Bởi tiếc núi giàu nghèo thương ghét, bởi tạo ra các nghiệp tiền trần. Nên sau khi đã bỏ thân đi theo nghiệp, mấy chuyện luân lại liền. Nghiệp lôi cuốn như ghiền bánh rượu, khi thèm không ai rủ cùng đi. Hôm qua say ngủ ly bì, bữa nay say nữa dễ gì bỏ say. Nghiệp thế phải đầu thai cõi thế, mến trần thì sanh đẻ nơi trần. Quả sanh vì bởi có nhân, nếu nhân không có quả sanh bao giờ. Trước cũng bởi vì nhớ bận thế, nay mới rơi trong bể hỏng trần. Hiện thời nếu chẳng tu thân, sau này khó tránh khỏi phần đầu thai. Tùy theo nghiệp mong dày đã tạo, mà trí ngu bần phu khác nhau. Nhưng dù khôn dại nghèo giàu, vẫn già vẫn chết vẫn đau khổ đời. Những cái khổ hồi thời quá khứ, người đã quên thành thử không ghê. Thật ra là một tràng mê từ hồi vô thủy kéo lê đến giờ.
biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên khi rất lại phàm, lúc người lúc thú làm nham kể sao hết cuộc thân trăm tiền thân. Khi thì phú khi bằng tốt hàng, lúc ấm no lúc chẳng áo cơm, khi ngói gạch khi lá rơm, lúc thì quan tương lúc làm tù nhân, kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi trong cẳng ra quay, kiếp thì chết chẳng chôn thay, kiếp thì tông tán chặt ngoài chặt trong, khi thì xác trôi sống chập chà, khi thì thấy tan rã giữa đồng, kể sao hết chuyện não nồng của tiền kiếp khách trần hồng đã mang. Kiếp làm gái chịu đàn đẻ chưa, kiếp làm trai con vợ đùm đầy, khi thì trọn kiếp phu thê, khi thì bươm chán ông che giữa chừng, có khi bị cùi phun sủi bài, có khi thì điên dại mù câm, sống không nhà cửa ăn nằm lang thang đàn phố xin ăn qua ngày, có kiếp bị bọn trai lừa gạt, có kiếp thì bị thác vì tình, kiếp thì làm đi bán mình, kiếp thì cô quạnh trong tình cấm cung, khi thì được anh hùng giáng dồi, khi thì mang lấy tội phản thần, lúc thì quý tở vàng cân, khi thì rẻ nát còn hơn con dòi, kiếp thì được người coi vua chúa, kiếp thì ra thân đứa ăn mày mới cười cây khóc chúa cay, cứ như thế đó đổi thay không ngừng. Như lời nó vừa phân đoạn trước, giàu nghèo do tội phước mỏng dày, không cần phải hỏi nơi ai, tự mình suy cũng hiểu ngay thế nào. Kiếp trước mở hồ bao bố thí, nên kiếp này địa vị giàu sang, kiếp này bọn sen tham gian, kiếp sau đói khó nghèo nàng tả tơi. Nghiệp dâm đản sanh nơi đỉ điềm, nghiệp rượu chè sanh chốn tửu lâu, nói sơ kệ chẳng hết đâu, nghiệp đâu sanh đó khó hầu đi sai, mới kiếp trước ghét cay ghét đắng, kê kiếp sau làm bạn làm chồng, luân hồi lộn bảy cõi hồng, khi cha khi mẹ khi chồng khi con, mới đời trước đánh đòn đứa ở, kế đời sau làm tớ bị đòn, chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn mạnh, thì nợ trước yếu tồn lại sao, cuộc luân chuyển chừng nào mới hết, nếu chúng sanh còn kết dây oan, ở trong ba cõi sáu đàn như là giữa bãi chiến tràng khác chi. Người biết giúp người thì ít có, người hại người thì số vô biên, tranh hơn ở kiếp hiện tiền, quên rằng tội ác còn truyền hậu lai, danh không chánh chỉ gây hậu hoàng, lợi bất nhân hưởng chẳng lâu dài, vui nay để chịu khổ mai, mà không nghĩ đến đời nay nhiều người nay đắc thế chê cười hèn yêu, mai thất thời phải chịu cười chê,
đời thường nay tướng mày hề, cho nên hiếp đắp nhúng chày một ai. Lúc mạnh khá nhớ ngày yếu giờ, khi giàu đừng quên thở bằng cùng. Ở ăn giữ mực trung dung, sống không kẻ oan, chết không người hờn. Kẻ đã hiểu đâu chân đâu mì, khá khuyên người chỗ mỹ chỗ không. Chưa làm chỉ tính trong lòng, cũng là ảnh hưởng chứ hồng tính gian. Thường nghĩ tốt có thần phúc hộ, hay tưởng rằng bị quả thần theo. Quả thần theo tất nạn eo, được thần phúc hộ thì tiêu tai nạn. Lòng giả ác có màng tôi phủ, tâm tánh lành có lưới sáng bao. Mắt thần khi ngó nhìn vào, tức thời biết rõ người nào hiền hung. Màng tôi phủ ma nung quỷ dục, lưới sáng bao thần chúc Phật ban. Quỷ ma nung dục thì tàn, Phật thần ban chúc thì an lạc đời. Lòng lành giữ lộ nơi chân tương, khách nữ nam đừng tưởng nằm yên. Trong tâm vừa muốn mưa phiền, thì là ngoài mắt cũng liền kéo mây. Phàm thấy sắc tướng ngoài còn biết, thánh xem còn thấu triệt đáy lòng tâm không. Mà chẳng phải không, mười phương chư Phật đều trông thấy rành.